thuốc trong giai đoạn phân bố. Dạ, nhóm em gồm 5 thành viên ạ. Để đi tìm hiểu bài này thì chúng ta đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái sự phân bố thuốc. Tiếp theo là cái tình trạng trạng thái tồn tại của thuốc trong máu. Cái thứ ba là tương tác thuốc. Cái thứ tư là thông số tự động học của quá trình phân bố. Và cái cuối cùng là mình sẽ đặt cùng nhau đặt câu hỏi cho cái bài mình vừa học. Đầu tiên là sự phân bố của thuốc. Đầu tiên thì nó là phân bố ban đầu. Thì nó lệ thuộc vào cung lượng tim, lưu lượng máu. Cái lưu lượng máu cao, não, phổi, gan, thận thì thuốc sẽ đến trước. Những cái nơi như lưu lượng máu thấp hơn như mô mỡ, da nó sẽ tới chậm hơn. Ban đầu nó bị giới hạn bởi các rào cản, nó hay còn gọi là hàng rào máu não. Sau đó thì nó sẽ tiến hành phân bố lại. Sau khi phân bố ở những nơi có lưu lượng máu cao thì chúng nó sẽ tới tái phân bố ở mô có áp lực cao và cuối cùng là dự trữ. Cái trạng thái tồn tại của thuốc trong máu. Sau khi được hấp thu, thuốc của máu được vận chuyển tới nơi có tác dụng. Thuốc phân bố trong máu gồm hai dạng là dạng tự do. Thuốc chỉ có tác dụng khi ở dạng tự do và không có tác dụng khi ở dạng liên kết với protein trong huyết tương. Dạng kết hợp với protein của huyết tương. Hai thuốc cạnh nhau có vị trí gắn vào protein huyết tương. Thuốc mạnh hơn sẽ chiếm lấy protein và đẩy thuốc kia ra. Là suy ra mình cái nồng độ thuốc nó bị đẩy ở dạng tự do cao hơn bình thường, do đó làm tăng tác dụng và tăng cái độc tính của thuốc. Một số thuốc thì có thể phân hủy ngay một phần ở trong máu. Đến với phần tương tác thuốc thì đầu tiên là nguyên nhân của nó là chỉ có một nguyên nhân duy nhất làm cho hai thuốc tranh giành vị trí gắn ở protein huyết tương. Thuốc có hai điểm gắn. Điểm gắn với protein trong huyết tương là thuốc có thể giành nhau protein trong huyết tương đó và tương tác xảy ra ở huyết tương. Điểm gắn với protein trong mô, giành nhau protein trong mô. Đặc điểm của chất bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiều khi bị đẩy ra khỏi điểm gắn với protein huyết tương. Những thuốc có VD nhỏ khoảng sấp xỉ 0,15 lít trên kg thì những thuốc này phân bố vào các mô rất kém. Nó bị đẩy ra khỏi sự liên kết protein huyết tương, sẽ trở thành dạng tự do nhiều và VD tăng lên rất lớn. Cái khả năng tiếp theo là cái khả năng liên kết mạnh lớn hơn 90%. Khi dùng 100 phân tử thuốc thì có tới 90 phân tử ở dạng kết hợp, chỉ 10 phân tử ở dạng tự do. Khi bị đẩy từ dạng kết hợp thành dạng tự do thì cái tác dụng nó bị tăng lên. Có hai lực mạnh với protein huyết tương. Tiếp theo là cái số điểm gắn ít trên albumin. Cái giới hạn chi liệu hẹp, khoảng cách giữa nồng độ trị liệu và nồng độ gây độc nằm gần nhau. Thì người ta căn cứ vào cái lực với protein huyết tương và cái số điểm gắn trên albumin thì mình có thể biết được là cái khả năng bão hòa hay là có nguy cơ tương tác thuốc hay không. Tương tác xảy ra ở huyết tương thì có ba cặp. Cái cặp đầu tiên là sulfonylurea hay là glibizid. Nhóm thuốc điều trị tại đái tháo đường. Hai là nhóm NSAID, aspirin, diclofenac. Nhóm thuốc điều trị kháng viêm, giảm đau và hạ sốt. NSAID mạnh hơn nên là suy ra cái sulfonylurea này nó đang ở dạng kết hợp, bị đẩy thành dạng tự do. Thì cái nồng độ tự do tăng lên thì mình sẽ tăng cái tác dụng của nó lên, làm tăng tác dụng phụ và gây hạ đường huyết quá mức. Mình kết luận được là cái sulfonylurea này không nên dùng chung với NSAID vì sẽ gây hạ đường huyết quá mức và làm tăng nồng độ của sulfonylurea. Với cặp thứ hai là diazepam thì nó có tác dụng là cái thuốc an thần gây ngủ. Cái hai là valproic acid là thuốc chống động kinh. Thì cái valproic acid này nó đẩy mạnh hơn là diazepam ra, thì tăng cái nồng độ tự do của diazepam trong máu và tăng tác dụng phụ của diazepam thì gây mình buồn ngủ nhiều hơn, an thần nặng và thậm chí là rơi vào tình trạng hôn mê. Cái cặp cuối cùng là cái warfarin hay là thuốc chống đông máu, và cái phenylbutazone là thuốc giảm đau kháng viêm, nó thuộc nhóm NSAID. Cái
Glutathione nó đẩy mạnh hơn warfarin nên là nó làm tăng nồng độ của warfarin tự do trong máu và làm tăng cái nguy cơ nó bị xuất huyết kéo dài đấy. Tiếp theo là tư tác thuốc xảy ra ở mô thì nó có cặp thứ tư là quinidine, là thuốc chống loạn nhịp. Thuốc nó thuộc nhóm thuốc ức chế bơm. Digoxin, thuốc này điều trị suy tim, là nó làm tăng lực co tim và tác dụng của sợi cơ dương tính. Hai loại này đã gặp nhau trong đoạn hấp thu. Thì nguyên nhân của tương tác trong giai đoạn hấp thu là dioxin ức chế B-glycoprotein làm tăng cái nồng độ của digoxin. Trong y khoa thì cái cặp thuốc này gọi là cặp thuốc chuyển kiếp. Nó tương tác ở nhiều vị trí và nhiều giai đoạn trong giai đoạn học. Trong giai đoạn phân bố thì cặp thuốc này dành nhau đến điểm gắn trên phân tử protein. Quinidine mạnh hơn nên nó chiếm lấy protein và đẩy digoxin ra và làm tăng cái nồng độ digoxin trong máu. Làm tăng cái nồng độ dioxin tự do trong máu thì sẽ làm tăng nhịp hoạt tính và nó gây loạn nhịp tim. Đến với cả thông số dược trong quá trình động học của phân bố. Cái VD là liều dùng trên CB, có đơn vị là lít trên kg. VD mà thể tích mà trên nó là thể tích mà trên lý thuyết lượng thuốc đưa vào cơ thể được phân tán để có cùng nồng độ trong huyết tương CB. VD dùng để dự đoán về khả năng phân bố thuốc trong cơ thể. Nếu mà V nó nhỏ hơn 1 lít trên kg thì thuốc phân bố kém ở mô, tập trung trong huyết tương và dịch ngoại bào. Còn cái thể tích nó lớn hơn 5 lít trên kg thì thuốc thuộc nhóm phân bố chủ yếu ở mô. Nếu mà thể tích nó càng lớn thì sự phân bố ở mô càng cao. Mình không dự đoán được thuốc tập trung ở mô nào. Đây cái lưu ý nha các bạn. Có thể tính liều dùng nhờ VD. Đầu tiên là IVD bằng VD nhân CB. Ngoài IV ra thì D nó sẽ bằng VD nhân CB tất cả lại chia cho F. Nếu muốn tăng nồng độ thuốc á, delta D bằng VD nhân cho CB2 trừ CB1 tất cả chia cho F. Do vậy cái nồng độ thuốc CB càng cao thì thể tích phân bố VD càng nhỏ. Những thuốc có khuynh hướng bị giữ trong máu nhiều hơn thì cái VD càng nhỏ. Ví dụ như gắn trong đầu tuyến huyết tương. Tiếp theo mình đến phần câu hỏi. Sau đây các bạn nào có câu trả lời các bạn sẽ bật mic nói giùm mình nha, tại vì mình không nhìn thấy đáp án á. Thì đầu tiên câu hỏi đầu tiên là thuốc đi vào máu ở dưới dạng nào? Tồn tại dưới dạng nào? Sau khi thuốc đi vào máu thì nó sẽ tồn tại ở dạng nào? Câu C bạn. Câu C à? Bạn xem đúng không nha? Chúc mừng, cảm ơn bạn nha, bạn đã trả lời đúng. Với câu 2 mình sẽ chọn cái đáp án đúng nha các bạn. Các bạn nào có câu trả lời không ạ? Qua là sự gắn kết thuốc protein của tính khuẩn nghịch. Câu B là tính quan trọng của sự gắn kết phụ thuộc vào với protein là vị trí gắn trên protein và ái lực với protein. Câu C là tỷ lệ gắn kết với protein là một trong những yếu tố dự đoán tác dụng dược lực của một thuốc. Cái đáp án D là thuốc có axit yếu sẽ có ái lực gắn kết mạnh hơn so với thuốc có tính kìm yếu. Có một bạn nào giúp mình câu này không ạ? 2A hả? 2A hả? Mình nghĩ là 2D á bạn. 2D, một bạn là 2D, một bạn là 2A. Còn bạn nào có đáp án khác không ạ? 2B luôn bạn ơi. 2B đúng không? Rồi chúng ta... Còn bạn nào có đáp án C không ạ? Rồi chúng ta cùng xem đáp án á. Rồi chính là câu A đúng như các bạn. Câu D nó cũng đúng nha. Tại vì đây là câu... chọn đáp án đúng. Tiếp tục câu thứ ba là ý nghĩa của cái thể tích phân bố.
Câu này là chỉ có một đáp án nhé các bạn. Câu A là biểu thị mối liên hệ giữa AOC đường uống với AOC đường tim tĩnh mạch. Câu B là đánh giá khả năng lọc cầu thận. Câu C là biểu thị mối liên quan giữa liều dùng và nồng độ thuốc trong huyết tương. Câu D là đáp đánh giá chức năng của một cơ quan. Vậy là cái ý nghĩa của thể tích phân bố là gì? 3C. 3C hả? Rồi, chúng ta cùng cái đáp án. Rồi, cảm ơn bạn nha, bạn đã trả lời đúng rồi. Đến với câu thứ tư thì cặp thuốc nào được coi là cặp thuốc truyền kiếp? A. Quinidine và Digoxin. B. Warfarin và Phenylbutazone. Câu C. Sulfonylurea và NSAID. Còn đây là diazepam và valproic acid. Đáp án nào các bạn? 4A. Đúng rồi, chính xác nha các bạn, 4A. Câu 5 thì tại sao không nên dùng chung với cả sulfonylurea và NSAID? Nó sẽ gây ra cái nguyên nhân gì? Câu A, nó sẽ gây hạ đường huyết quá mức do làm tăng cái nồng độ của sulfonylurea. Câu B, nó sẽ gây tăng đường huyết quá mức do làm tăng nồng độ của sulfonylurea. Câu C là gây hạ đường huyết quá mức do tăng nồng độ NSAID. Và D là vì sẽ gây tăng đường huyết quá mức do làm tăng nồng độ của NSAID. 5A. Wow, đáp án, một bạn đáp án là 5A. Nó là hạ đường huyết quá mức làm do làm tăng cái nồng độ của sulfonylurea. Nhưng mà sai nha bạn, câu B nha. Do nó làm tăng đường huyết quá mức là do làm tăng cái nồng độ của sulfonylurea nha. Nó là dạng tự do thì nó sẽ gây cái tác dụng phụ. Dạ, em xin cảm ơn cô và bạn đã lắng nghe bài thuyết trình nhóm em ạ. Rồi, cảm ơn nhóm 6. Nhóm 6 để cái slide đi. Giờ nhóm 6 nói cho cô biết là vậy là nhóm 6 làm cái phần tương tác thuốc ở trong giai đoạn phân bố đúng không? Vậy thì cái nguyên nhân của tương tác thuốc trong giai đoạn phân bố đó là gì? Nguyên nhân của tương tác thuốc trong giai đoạn phân bố đó là gì? Dạ, nguyên nhân của tương tác thuốc trong giai đoạn phân bố là nó có một nguyên nhân duy nhất là hai thuốc giành nhau vị trí gắn kết ở protein huyết tương. Còn sao? Hai thuốc giành nhau rồi sao nữa? Dạ, thuốc có ái lực mạnh hơn sẽ đẩy thuốc có ái lực yếu hơn ra khỏi protein huyết tương, làm cho thuốc có ái lực yếu hơn trở từ dạng liên kết chuyển thành dạng tự do. Tăng nồng độ tự do thì sao? Dạ, tăng nồng độ tự do thì sẽ tăng tác dụng của thuốc và tăng độc tính, có thể tăng độc tính. Rồi, bây giờ nói cho cô là trong cái bài trình bày của em có tổng cộng là bao nhiêu cặp tương tác ở trong giai đoạn phân bố? Dạ, có tổng cộng là 4 cặp tương tác, 3 cặp ở protein huyết tương và 1 cặp ở mô. Rồi, 3 cặp, nói cho cô cái cặp đầu tiên đi. Cái cặp tương tác đầu tiên là cái cặp gì? Dạ, cái cặp tương tác đầu tiên là cái cặp NSAID và sulfonylurea. Rồi, NSAID là thuốc gì mà sulfonylurea là thuốc gì? Giới thiệu cho các bạn rồi nguyên nhân của tương tác là gì và kết quả tóm lại cho các bạn nghe. NSAID là thuốc gì mà sulfonylurea là thuốc gì? Dạ, NSAID là nhóm thuốc kháng viêm giảm đau hạ sốt. Còn cái thuốc kia? Dạ, thuốc kia là nhóm thuốc điều trị đái tháo đường. Dùng chung thì sao? Dạ, dùng chung thì NSAID nó mạnh hơn. Sulfonylurea thì nó yếu hơn, nên NSAID nó sẽ đẩy sulfonylurea ra. Và sulfonylurea nó từ dạng liên kết trở thành dạng tự do. Và cái nồng độ của sulfonylurea từ mức thấp nó bị tăng lên cao, và nó tăng tác dụng của nó lên, và đồng thời nó cũng tăng giúp tác dụng phụ lên.
Và nó tiếp tục là bị gì? Dạ là hạ đường huyết quá mức. Ừ, rồi, thôi được rồi. Cảm ơn nhóm em ha. Nói chung là nhóm của bạn có tìm hiểu bài, thuyết trình được ha. Chỉ có là mấy cái câu hỏi trắc nghiệm á, có mấy câu đầu á, hỏi về phần đại cương nhiều quá ha. Lẽ ra em phải hỏi về cái phần tương tác á, em tập trung vô, tại vì nhiệm vụ của em là nói về tương tác mà. Rồi, cô cho nhóm của em được 5 điểm ha. Rồi, nhóm 5 á, nhóm 5 tiếp đi, nhóm 5. Cô ơi, vậy em bắt đầu trình bày luôn nha cô. Ừ. Nhóm 5 điểm danh chưa? Đủ chưa? 3, 10, 4, 5. Rồi. Dạ, xin chào cô và các bạn. Em tên là Phương Hà. Hôm nay em xin đại diện nhóm 5 để trình bày về chủ đề tương tác do biến đổi trong phân bố thuốc. Đây là danh sách thành viên của nhóm em. Ở bài này thì tụi em là có 3 nội dung. Phần đầu tiên là cơ chế, tiếp theo là tương tác thuốc trong giai đoạn phân bố và phần cuối cùng đó là câu hỏi. Phần đầu tiên là phần cơ chế. Thì thuốc khi mà vào trong máu nó sẽ có hai dạng, đó là dạng tự do và dạng kết hợp. Ở dạng tự do thì nó sẽ đứng một mình và nó sẽ có kích thước nhỏ, còn dạng kết hợp thì nó sẽ liên kết với protein huyết tương. Thì ở đây là có 4 cái, đó là albumin thì thường là nó sẽ chiếm tỷ lệ nhiều là 50-60%. Thứ hai là globulin, thứ ba là alpha lipoprotein acid và cuối cùng là lipoprotein. Ở một cái điều đặc biệt của đối với ở dạng kết hợp á, thì nó sẽ không có hoạt tính và nó không có tính chuyên biệt. Ở đây á, thì chúng ta sẽ nhớ hai nguyên tắc, đó là chỉ phần thuốc ở dạng tự do thì nó sẽ mới có tác động dược lý và chỉ có thuốc ở dạng tự do nó mới phân bố được ở mô. Phần cơ chế thì ở cái giai đoạn hấp thu thì chúng ta sẽ học rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ có một cái nguyên nhân duy nhất, đó là khả năng gắn kết của thuốc với protein huyết tương hay là ở mô. Thì có hai sự ức chế, đó là sự ức chế tương tranh và sự ức chế không tương tranh. Sự ức chế tương tranh tức là khi cả hai thuốc này nó sẽ cùng gắn vào protein, còn sự ức chế không tương tranh tức là khi thuốc nó sử dụng nó sẽ làm thay đổi cấu trúc albumin như là aspirin và thuốc axit yếu. Nguyên nhân ở đây là do cạnh tranh điểm gắn trên protein huyết tương. Tức là em ví dụ cho dễ hiểu là trên một cái đấu trường thì phe mạnh với phe yếu sẽ đấu với nhau. Ví dụ như mà phe nào nó có lực mạnh hơn thì nó sẽ thắng. Thì ở đây nó cũng có cái nguyên nhân nó cũng tương tự như vậy. Tức là khi mà hai thuốc nó cùng phân bố thì cái thuốc nào nó sẽ có cái ái lực mạnh hơn, nó sẽ chiếm cái chỗ protein đó và nó đẩy cái thuốc có ái lực yếu ra khỏi điểm gắn. Thì khi mà cái thuốc mà nó bị đẩy ra thì nó sẽ có dạng tự do nhiều, vì thế là nó sẽ tăng nồng độ tự do của thuốc và nó làm tăng tác dụng lực dược lý và có thể gây tăng nguy cơ tác dụng phụ và có thể gây độc tính. Ở đây là một số hình ảnh về sự ức chế tương tranh và sự ức chế không tương tranh. Về sự ức chế tương tranh, tức là cái thuốc nào có ái lực mạnh và nó phù hợp với chỗ gắn hơn thì nó sẽ chiếm lấy protein huyết tương. Còn sự ức chế không tương tranh, tức là một chất nào nó gắn vào enzyme, nó sẽ làm biến đổi nơi hoạt động của chất kia và nó làm cho không gắn được vào.
đặc điểm của chất bị đẩy ra khỏi điểm gắn protein huyết tương thì phụ thuộc vào những cái đặc điểm như là khả năng gắn mạnh, nó phải lớn hơn 90%, phạm vi điều trị hẹp và có áp lực mạnh với protein huyết tương. Thì ở đây đối với thuốc mà nó có bản chất là axit yếu hoặc là bazơ yếu thì nó sẽ có đặc điểm gắn kết khác nhau với protein huyết tương. Tức là khi mà thuốc nó axit yếu thì nó sẽ có dễ có nguy cơ tương tác hơn bởi vì cái số điểm gắn của nó ít. Về tương tác trong giai đoạn phân bố thì ở đây là có hai giai đoạn, có hai cái tương tác là tương tác xảy ra ở huyết tương và tương tác xảy ra ở mô. Tương tác xảy ra huyết tương là tụi em là có ba cặp, tức là NSAID và SU, acid formic và diazepam. Và cuối cùng là phenylbutazone với warfarin. Còn tương tác ở mô thì có một cặp duy nhất, đó là cặp truyền kiếp hồi nãy bạn nhóm 6 đã nói, đó là cặp quinidine và digoxin. Về cặp đầu tiên là NSAID với sulfonylurea thì NSAID sẽ có những cái nhóm như là aspirin, diclofenac, đó là thuốc kháng viêm và giảm đau. Còn SU là gồm có cliclacid, clibicid là thuốc để điều trị đái tháo đường. Thì nói một cách đơn giản đó là khi mà hai cái thuốc này nó tương tác với nhau, cái NSAID nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ đẩy cái SU ra. Thì cái SU này nó sẽ từ dạng kết hợp, nó sẽ trở thành dạng tự do. Nếu như mà tự do thì nó sẽ làm tăng nồng độ tự do của SU lên, vì thế nó sẽ tăng tác dụng phụ, đó là tác dụng là hạ đường huyết quá mức. Sang cặp tiếp theo là fonproid với diazepam. Fonproid là thuốc để chống động kinh, còn diazepam là thuốc an thần gây ngủ. Ở đây thì là fonproid nó sẽ mạnh hơn, vì thế cho nên là nó sẽ đẩy diazepam ra khỏi gắn kết protein huyết tương. Fonproid nó sẽ ức chế chuyển hóa của diazepam, vì thế nó sẽ tăng nồng độ tự do của diazepam. Nó sẽ gây những cái tác dụng phụ như là buồn ngủ, an thần nặng và hôn mê. Và cặp cuối cùng của tương tác ở protein huyết tương đó là phenylbutazone với warfarin. Phenylbutazone thì nó sẽ là thuốc kháng viêm, còn warfarin nó sẽ là thuốc chống đông máu. Ở đây thì là phenylbutazone nó mạnh hơn, vì thế nó sẽ đẩy warfarin ra khỏi protein huyết tương. Phenylbutazone thì nó sẽ gây ức chế chuyển hóa warfarin và cái tác dụng phụ của warfarin nó sẽ gây nguy cơ là xuất huyết kéo dài. Khi mà phối hợp hai cái thuốc này thì nó sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết. Và cái nhóm ở tương tác xảy ra ở mô thì có một cặp, đó là quinidine với digoxin. Quinidine là thuốc chống loạn nhịp, còn digoxin thì nó sẽ là thuốc điều trị nhịp tim. Do là cạnh tranh ở vị trí điểm gắn, quinidine là thuốc ức chế bơm ngược, vì thế là nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ đẩy digoxin ra khỏi cái gắn kết protein ở mô. Quinidine nó sẽ ức chế chuyển hóa của digoxin, vì thế là nó sẽ tăng nồng độ tự do, tăng tác dụng phụ, vì thế là nó sẽ gây nguy cơ là loạn nhịp. Tiếp theo sau đây là phần câu hỏi. Mấy bạn bật mic lên trả lời giúp mình với nha. Câu đầu tiên, các dạng phân bố thuốc trong máu. Câu A là dạng kết hợp với protein huyết tương. Câu B là dạng tự do và dạng kết hợp với protein huyết tương. Câu C là dạng ion hóa và không ion hóa. Câu D là dạng hòa tan trong nước. Câu B. Đúng rồi. Câu thứ hai là thuốc có nguy cơ tương tác với protein huyết tương là câu A là axit và số điểm gắn ít, câu B là giới trị liệu rộng, câu C là áp lực yếu với protein huyết tương và câu D là bazơ và khả năng gắn kết. Đúng rồi.
Câu thứ ba là diazepam cộng với folic acid thì làm ức chế chuyển hóa của diazepam, bởi vì sao? Câu A là folic mạnh hơn, đẩy diazepam ra khỏi huyết tương. Câu B là tăng nồng độ tự do của diazepam trong máu. Câu C là tăng tác dụng phụ như là buồn ngủ, an thần và hôn mê. Và câu D là tất cả đều đúng. Mọi người ơi, cho mình xin đáp án đi. Câu D bạn ơi. Đúng rồi, mình cảm ơn. Câu số 4 là những loại thuốc không nên sử dụng cùng một thời điểm gây ra tác dụng phụ có hại. Câu A là SU với aspirin. Câu D là diazepam với valproic acid. Câu C là warfarin với phenylbutazone. Và câu D là tất cả đều đúng. Câu D ấy bạn. Đúng rồi, cảm ơn. Và câu cuối cùng là khi kết hợp đồng thời hai loại thuốc nào thì nó sẽ gây đường hạ đường huyết quá mức. Câu A là diazepam với acid folic, câu B là warfarin với phenylbutazone, câu C là SU với aspirin và câu D là heparin với phenylbutazone. Câu C bạn ơi. Đúng rồi. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn nhóm 5. Như vậy là nhóm 5 cũng trình bày về cái giai đoạn phân bố ha. Vừa nãy cô đã hỏi nhóm 6 về cái cặp tương tác đầu tiên rồi. Bây giờ nhóm 5 tóm lại cho cô ba cái cặp tương tác sau đi. Ba cái cặp tương tác sau thì chia ra làm mấy nhóm? Dạ là ba cặp tương tác là acid folic với diazepam thì thuộc cái tương tác đầu tiên với, là tương tác với protein huyết tương. Thì cái cặp này là folic nó sẽ đẩy diazepam ra khỏi cái gắn kết protein thì nó sẽ acid tăng. Acid folic là cái chất gì? Dạ là thuốc động kinh ạ. Còn diazepam là thuốc an thần ngủ, an thần đi ngủ. Rồi hai cái đó dùng chung với nhau thì sao? Dạ là nó sẽ gây cái tình trạng là hôn mê, buồn ngủ với an thần nặng. Còn cái loại cái cặp thứ ba là phenylbutazone với warfarin thì nó sẽ làm cái tác dụng phụ của nó là cái nguy cơ xuất huyết kéo dài. Còn cái cặp cuối cùng là tương tác xảy ra ở mô là quinidine với digoxin thì nó sẽ gây tác dụng phụ là gây nguy cơ loạn nhịp của cô. Rồi. Như vậy là bài này trong giai đoạn phân bố các bạn đơn giản, các bạn chỉ cần nhớ cho cô bốn cái cặp tương tác, ba cặp xảy ra ở trong huyết tương và một cái cặp tương tác xảy ra ở mô. Và cái nguyên nhân của tương tác thì nó rất là đơn giản, các bạn cứ nhớ cho cô là chỉ là cạnh tranh nhau cái điểm gắn kết trên phân tử protein thôi. Và thuốc nào mạnh hơn thì sẽ đẩy thuốc kia ra khỏi điểm gắn kết của nó. Được ha? Rồi tăng nồng độ của cái thuốc mà bị đẩy ra đó, tăng nồng độ tự do lên thì nó sẽ tăng theo tác dụng và có thể là tăng độc tính kèm theo. Vậy thôi, nó khác với lại giai đoạn hấp thu của trước mình học là nó chia ra nhiều nguyên nhân thì phân bố nó chỉ có một cái nguyên nhân như vậy ha. Rồi thôi được rồi, cảm ơn nhóm 5 đúng không? Rồi cô cũng cho nhóm 5 được 5 điểm ha. Rồi các bạn nhóm 7 đi, nhóm 7 tiếp tục. Giai đoạn chuyển hóa, nhóm 7 điểm danh nha. Cô thấy em chia sẻ cho cô. Ừ, rồi. Em chờ bạn điểm danh xong đi cô. Để các bạn điểm danh xong nè. Các bạn nhớ ghi nhóm của mình vô nha, họ tên, bạn số sinh viên và nhóm nữa. Nhóm 7 có bán ai không vậy? Đủ 5 chưa? Ừ. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè,
Phan Khả Linh, em nhầm cái gì vậy? Sao có bốn bạn vậy? Bạn thứ năm đâu rồi? Trời ơi, Phan Khả Linh là nhóm 8. Ngọc Huyền có không? Có, cô bảo Huyền có em nhầm. Em... Hoàng Khải có không? Hoàng Khải, Cao Hoàng Khải vắng hả? Rồi cô đánh vắng nha, vắng là mất điểm thích cùng ha. Trung Trung Kim rồi, Trúc Linh, Đào Quách Trúc Linh, Nguyễn Thị Thùy Linh. Vậy là thiếu bạn Cao Hoàng Khải. Bạn này có tham gia làm cùng với nhóm không vậy? Dạ có cô ơi, mà bạn ít cái cô hoạt động của bạn với em kêu soạn nội dung thì bạn chỉ đưa nội dung thôi sẽ mất tiêu rồi cô ơi. Rồi bạn Thùy Linh đâu rồi? Để em lên nhóm kêu bạn. Đào Quách Trúc Linh, còn bạn Nguyễn Thị Thùy Linh kêu cái gì mà kêu? Nói bạn là cô đánh vắng rồi đó. Rồi nhóm em chỉ còn có 3 người thôi. À, cô đọc lại nè, có Ngọc Huyền, có Trung Kiên với lại Trúc Linh thôi. Còn lại hai bạn kia vắng, không có điểm thuyết trình. Rồi, bắt đầu đi. Dạ, chào cô và các bạn đến phần thuyết trình của nhóm 7. Dạ, là phần thuyết trình nhóm 7 là thuyết trình về tương tác thuốc trong giai đoạn chuyển hóa. Và quá trình này bao gồm đại cương của tương tác chuyển hóa. Và thứ hai là các tương tác do các mấn enzyme gan. Đến với phần đầu tiên là đại cương tương tác chuyển hóa. Đây là sự biến đổi sinh học của thuốc trong cơ thể, và mục đích của sự chuyển hóa này là để chấm dứt hai loại hoạt tính của thuốc. Và trong đó chúng ta chia làm hai loại, đó là thuốc phân cực và thuốc không phân cực. Trong đó thuốc phân cực nó sẽ không chuyển hóa, nên nó sẽ đào thải nguyên vẹn qua thận, và đây là thuốc không tái hấp thu. Còn thuốc phân cực là nó sẽ chuyển hóa, thuốc nó có chuyển hóa thành dạng phân cực nên nó dễ đào thải. Và thuốc phân cực thì được gọi là thuốc kém tan trong nước, còn thuốc không phân cực, cái loại thuốc phân cực là thuốc kém tan, còn thuốc không phân cực là thuốc không kém tan trong nước. Và loại thuốc này chúng ta có 3 trường hợp, là có 3 trường hợp là thuốc có hoạt tính sau đó chuyển hóa thành loại thuốc vô hoạt, và thuốc có hoạt tính sau đó nó tăng hoạt tính trở thành có độc tính, và loại thuốc vô hoạt sau đó chuyển hóa trở thành thuốc có hoạt tính, đây là gọi là thuốc tiền dược. Và sau đó chúng ta tổng hợp lại đối với một số thuốc thì sau khi chuyển hóa thuốc bị giảm hoặc tác dụng, sẽ sau đó sau khi cảm ứng enzyme sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Sau khi chuyển hóa mới có tác dụng hoặc là tăng tác dụng, là cảm ứng enzyme sẽ làm tăng tác dụng hoặc là tăng độc tính của thuốc. Và sau khi dùng nhắc lại một số lần sẽ gây cảm ứng enzyme chuyển hóa chính nó. Đây là hiện tượng quen thuộc của một số thuốc cảm ứng enzyme như là phenytoin hoặc là berobamat. Và trong phần này chúng ta hãy chú ý đến hiệu ứng vượt qua lần đầu, đây là sự mất mát của thuốc. Trước khi thuốc vào đến hệ tuần hoàn chung, thuốc vào cơ thể sẽ có 3 đường, đó là qua phổi, sau đó đến hệ tuần hoàn chung, đây là nơi cuối cùng có thể bị thất thoát trước khi vào hệ tuần hoàn chung. Nó chịu sự chuyển hóa khi được tiêm tĩnh mạch, và thuốc đến với đến qua đường màng nhầy ruột, sau đó đến tĩnh mạch cửa và đến gan. Nó tạo chất tan trong nước và dễ đào thải qua nước tiểu và mất đi một phần thuốc sử dụng. Và thuốc khi đến gan sẽ đến tĩnh mạch trên gan và đến tim phổi. Ở đây nó sẽ tạo chất dễ tan trong nước và dễ đào thải qua nước tiểu, mất đi một phần thuốc trước khi vào hệ tuần hoàn chung. Đây là vị trí chuyển hóa chính. Và nếu phần này chúng ta sẽ chú ý đến phần hệ số digit, nó có liên quan trực tiếp đến phần trước em nói. Trong đó E là hệ số digit E, đó là tỷ lệ thuốc chuyển hóa lần đầu tại ở mô đó. Còn CV là nồng độ thuốc đi ra khỏi cơ quan. Còn CA là nồng độ thuốc khi đi vào cơ quan. E bằng 0 nên là thuốc không chuyển hóa lần đầu. Nếu E bằng 1 thì là chuyển hóa lần đầu hoàn toàn tại mô đó. Đến phần thứ hai là các tương tác do cảm ứng enzyme gan.
đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cảm ứng enzyme là gì. Đó là hiện tượng tăng cường mức độ enzyme chuyển hóa dưới ảnh hưởng của một chất nào đó. Đó, hiện tượng này liên quan đến tổng hợp protein mới. Ảnh hưởng tối đa của nó là thể hiện sau 2 đến 3 ngày kể từ khi dùng chất cảm ứng và tiếp tục kéo dài một tuần cho đến khi ngừng cho chất cảm ứng enzyme. Và chất gây cảm ứng là gì? Đây là chất gây tăng cường mức độ enzyme. Và các chất này khác nhau có thể gây cảm ứng đối với những hệ enzyme khác nhau. Đến phần cảm ứng enzyme gan, đây là hiện tượng thường xảy ra chậm, đạt mức tối đa sau 7-10 ngày và cũng mất đi chậm sau khi ngừng chất cảm ứng. Và các chất này gây có thể gây cảm ứng với những hệ enzyme khác nhau, trong đó nhóm gây cảm ứng kiểu phenol barito có vai trò quan trọng đối với chuyển hóa thuốc. Các chất này trong nhóm này có tác dụng tăng sinh lưới nội mô gắn đến quá trình tăng cường tổng hợp một số enzyme chuyển hóa thuốc ở gan như là CYP450 và là glucuronin transferase, glutathione transferase. Đến phần cơ chế cảm ứng là thuốc gây tương tác. Cơ chế cảm ứng là thuốc gây tương tác làm tăng tổng hợp enzyme, đó là protein, hoặc là thuốc tăng lưu lượng máu đến enzyme, sau đó tăng hoạt tính enzyme, tăng chuyển hóa những thuốc này, tăng thuốc dùng kèm. Thuốc gây tương tác còn có thể tăng chuyển hóa chính nó. Kết quả của quá trình này là cảm ứng enzyme tăng cường sinh tổng hợp enzyme gan nên làm tăng chuyển hóa, rút ngắn thời gian bán thải, thời gian tiềm tàng của thuốc, do đó ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Đây là cái quá trình mà tụi em tìm được trên mạng. Phần enzyme hoạt động là ở đây, khi có cơ chất thích hợp nó sẽ gắn vào và sẽ tạo nên tác dụng của thuốc. Và đây là một phần danh sách các loại thuốc tăng cường chuyển hóa ở người. Inducer này là chất cảm ứng, còn ở đây là các cái thích hợp cho nó. Và inducer của em có một chất đại diện như là benzoapyrin. Cô đang học phải không? Hoặc là camabazepin, clonazepam. Bản thứ hai cũng là chất cảm ứng như là phenylbutazone, phenytoin, rifabin. Một số ví dụ về cảm ứng men gan như là rifampicin gây cảm ứng enzyme ở gan, tăng chuyển hóa ketoconazole làm giảm nồng độ ketoconazole trong máu. Đây là phương trình khi mà rifampicin tác dụng. Và khi ví dụ tiếp theo về men gan là phenylbutazone cảm ứng enzyme gan sau vài tuần sẽ tự làm tăng chuyển hóa chính nó và nồng độ giảm và chu kỳ bán rẻ giảm hiệu quả trị liệu, nên sau đó chúng ta cần tăng liều, nên chúng ta cần hạn chế sử dụng thuốc ngủ. Ví dụ tiếp theo là về nifedipine là thuốc trị tăng huyết áp. Phenobarbital có tác dụng cảm ứng enzyme gan và tăng chuyển hóa nifedipine làm giảm nồng độ nifedipine, nên là không kiểm soát được huyết áp bệnh nhân nên là theo dõi tăng liều nifedipine. Và một số ví dụ khác như là riseprovine khi kết hợp với thuốc tránh thai. Riseprovine đó là cảm ứng enzyme gan giảm nồng độ hiệu quả của thuốc ngừa thai, nên là nguy cơ có thai ngoài ý muốn nên là dùng thêm phương pháp ngừa thai dự phòng như là sử dụng bao cao su. Hệ quả lâm sàng của cơ chế cảm ứng là nếu là chất chuyển hóa không hoạt tính, nồng độ ban đầu không đạt ngưỡng trị liệu giảm tác dụng, còn nếu là tiền dược thì phải tăng tác dụng trị liệu lên. Dạ, chúng em đã tìm ra được một số chất cảm ứng như là riseprovine, phenobarbital. Và các bạn có thể chụp lại cái này vì sau này chúng ta cần cái phần này.
Sau đó chúng ta có loại CB 2D6 và loại có đây là loại có nhiều phenotyp loại chuyển hóa. Đây là loại chuyển hóa bình thường, chia làm ba loại: loại chuyển hóa bình thường, loại chuyển hóa sau nhanh và loại chuyển hóa chậm. Loại chuyển hóa sau nhanh là nó có thể gây nguy cơ ngộ độc bột phin, hoặc loại chuyển hóa chậm đây là nguy cơ không đạt hiệu quả giảm đau. Còn loại tiếp theo là macrolide, nó thường gọi là choleandomycin, khi kết hợp với dehydrogen glutamine trong đó choleandomycin ức chế men gan, giảm chuyển hóa để dehydroglutamine làm tăng hàm độ dehydroglutamine và TDP, đây là giúp co mạch gây hoại tử đầu chi. Đến phần câu hỏi lên giác nhóm em, xin mời các bạn bật mic trả lời giúp em. Câu 1 là hệ số lý chích E là gì? Câu A, tỷ lệ thuốc chuyển hóa lần đầu tại mô đó. Câu B, nồng độ thuốc khi ra khỏi cơ quan. Câu C, nồng độ thuốc khi vào cơ quan. Câu D là tỷ lệ thuốc chuyển hóa lần đầu tại gan. Mời các bạn bật mic giúp mình, tại vì mình không thoát ra được. Câu D đúng không bạn? À, đây câu A luôn rồi. Đến với câu 2 là hiểu ở hiệu ứng lượng qua lần đầu thì sự mất mát thuốc sẽ gây chủ yếu ở đâu? Câu A ruột, B phổi, C tim, D gan. Dạ, câu đây đúng. Câu 3 là thuốc gây cảm ứng CB là ngoại trừ. Câu A là rifampicin. Câu B là chloramphenicol. Câu D là phenobarbital. Câu D là phenytoin. Câu D hả bạn? Đấy là câu B đúng rồi. Câu 4 là mục đích của sự chuyển hóa là gì? Câu A là sự mất mát của thuốc trước khi thuốc vào đến hệ tuần hoàn chung. Câu B là tương tác làm tăng tổng hợp enzyme. Câu C là để chấm dứt hoặc đổi hoạt tính của thuốc. Câu D là tăng lưu lượng máu đến enzyme. Câu C các bạn. Câu C đúng rồi. Câu 5 là thuốc gây cảm ứng enzyme là gì? Là câu A là clarithromycin. Câu B là cimetidine. Câu D là rifampicin. Câu D là ketoconazole. Câu C các bạn. Câu C đúng không? Cảm ơn cô và các bạn đã nghe phần trình bày giúp em. Giờ em là hết rồi. Cảm ơn nhóm 7 ha. Nhóm 7 tu lên đi. Cô như vậy là nhóm 7 trình bày. Làm sao? Cái bạn Hoàng Khải không vô được group á. Tại vì lớp full rồi ấy cô. Lớp full tới 99 bạn á. Không có vô được á cô. Tại sao từ đầu giờ bạn không có nói? Về đến lúc cô điểm danh rồi mới kêu lớp full. Bạn mới bị out ra cô. Sao bạn vô được? Nói chung là bạn bị trừ điểm cho cái phần thuyết trình rồi. Cô chờ cho các bạn đến 7:20 gì mình mới bắt đầu, mà bắt đầu xong là mấy nhóm kia, hai nhóm kia trình bày trước đã, rồi mới đến nhóm 7 của em, chứ nhóm 7 của em có phải là đầu tiên đâu. Bạn không vô được thì phải nhắn cho các bạn trong nhóm nói cô tạo link phụ hay gì chứ. Bây giờ bạn còn kêu là không vô được. Giờ không vô được thì bây giờ bạn nhóm của bạn thuyết trình xong rồi thì vô làm gì nữa? Nói với bạn là bạn bị mất điểm thuyết trình, vẫn còn điểm soạn bài, nộp bài. Điểm thuyết trình cũng bị trừ 2 điểm so với lại cả nhóm. Cô ơi, với 7 trình này sau khi đem nộp em chỉnh sửa lại như con, nhưng mà nội dung chỉ làm trong đó không luôn. Lý do vì sao chỉnh sửa? Dạ tại em xem chỉnh sửa cho dễ nhìn đó cô. Với lại tụi em thêm vô mấy cái hình nữa. Đó, là hồi đó sạn chưa chỉnh chu đúng không? Dạ, tại đợt đó tình tụi em học bị dồn, tới kiểm tra tình tới 7 môn. Bây giờ mới chỉnh chu đúng không? Dạ. Rồi, thôi, đi tổng kết bài.
Bây giờ các bạn nói cho cô nè, tương tác ở trong giai đoạn chuyển hóa, cái nguyên nhân của tương tác trong giai đoạn chuyển hóa mà nhóm của em trình bày đó là nó liên quan đến cái nguyên nhân gì nè? Nó liên quan đến cái gì hả cô? Dạ. Ừ. Nguyên nhân của tương tác trong giai đoạn chuyển hóa là nguyên nhân gì? Mục đích chuyển hóa là chấm dứt thời đại hoạt tính của thuốc. Không. Cô không hỏi mục đích gì hết. Cô chỉ hỏi là nguyên nhân của những cái cặp tương tác ở trong giai đoạn chuyển hóa mà nhóm em được phụ trách làm đó, thì là nguyên nhân là cái gì đó? Dạ có enzyme cảm ứng ạ. Là sao? Trả lời rõ ràng xúc tích cô coi con nào. Dạ thưa cô là nếu mà thuốc qua quá trình chuyển hóa nhờ có enzyme cảm ứng thì nó sẽ chuyển hóa nhanh hơn ạ. Cái nồng độ của nguyên nhân cái... là vì sao? Từ nguyên nhân là vì sao? Dạ nhờ enzyme xúc tác ạ. Enzyme và... xúc tác gì vậy? Thuốc A, cái thuốc ban đầu dùng chung với chất cảm ứng á, men gan ấy cô. Nguyên nhân là nó liên quan đến cái hiện tượng cảm ứng men gan. Mà cảm ứng men gan có nghĩa là sao? Dạ làm cho hoạt động của enzyme tăng lên ạ. Rồi sao nữa? Khi đó thì cái quá trình cái thuốc A chuyển hóa sẽ nhanh hơn ạ. Làm cho nồng độ của thuốc A sẽ tăng trong máu. Nồng chuyển độ hóa nhanh hơn. Dạ. Mà nồng độ của thuốc A tăng giảm trong máu. Dạ giảm trong máu á, em nhầm. Sau đó vì đó nên là cái thuốc A sẽ giảm tác dụng ạ. Gây rồi mau đào thải nữa cô. Rồi, nhớ nha các bạn, cái nguyên nhân của tương tác trong giai đoạn chuyển hóa chủ yếu là cái hiện tượng cảm ứng enzyme hoặc ức chế enzyme. Thì trong bài của bạn đó, bạn trình bày là bạn được phân công nhiệm vụ làm chủ yếu về phần cảm ứng enzyme. Vậy thì việc đầu tiên để nhận ra những cái tương tác này là bạn phải biết được chất cảm ứng enzyme là như thế nào ha, và bạn phải nhận diện được là hoạt chất đó là gây cảm ứng enzyme. Trong giờ người ta cho mình một cặp tương tác thuốc A, thuốc B, thì thuốc nào là thích chất cảm ứng enzyme thì mình phải biết, phải nhận diện ra được chưa? Rồi bây giờ nhóm em có mấy cặp ví dụ nè, tóm lại các cặp ví dụ cho cô nghe coi. Dạ coi nhóm em là dạ cô là 4 cặp ví dụ trình bày trên đây. Ừ. Ví dụ đầu tiên là bài rifampicin gây cảm ứng enzyme gan là tăng chuyển hóa ketoconazole, nên là sau đó giảm tổng độ ketoconazole trong máu. Vì bữa nãy bạn ấy nói rồi đó cô, tăng nếu tăng cảm ứng. Bây giờ mỗi một cặp ví dụ em nói cho cô tác dụng của thuốc, sau đó em nói cho cô dùng chung nó với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân tương tác là gì đó. Đó. Dạ. Dạ thưa cô là cặp đầu tiên là gì? Là rifampicin với ketoconazole. Đây là nó sẽ giảm nồng độ ketoconazole trong máu. Rồi, cặp đầu tiên là rifam với lại keto. Rifampicin là thuốc gì? Cô đã nói là em phải nói cho cô tác dụng của thuốc trước. Dạ thưa cô, cặp đầu tiên thì rifampicin là thuốc kháng sinh trị lao, nó là chất cảm ứng, khi kết hợp với ketoconazole là thuốc kháng nấm thì sẽ làm tăng chuyển hóa của ketoconazole, sau đó thì giảm nồng độ của ketoconazole trong máu ạ. Rồi cặp thứ hai. Bạn nói luôn được. Ai Kiên mở cặp thứ hai kia. Thứ bảy rồi hả? Cặp thứ hai là phenobarbital thì nó sẽ là chất chống co giật, thì nó sẽ vừa là chất nó sẽ kết hợp với chính nó luôn là chất cảm ứng, thì sẽ làm tăng chuyển hóa
của nó và làm giảm nồng độ, giảm thời gian bán tải và giảm hiệu quả trị liệu. Phenobarbital là thuốc gì? Dạ, chống co giật ạ. Rồi. Ví dụ thứ ba. Ví dụ số 3 là có nifedipine là thuốc trị tăng huyết áp kết hợp với phenobarbital là chất cảm ứng. Thuốc sẽ làm tăng chuyển hóa của nifedipine rồi làm giảm cái nồng độ của nifedipine và sẽ gây cái không kiểm soát được bệnh nhân nên là cần theo dõi liều ạ. Cần tăng liều cô. Cặp thứ tư là Griselfulvin. Tác dụng với thuốc tránh thai thì Griselfulvin là kháng nấm, cũng là chất cảm ứng. Nó sẽ làm tăng chuyển hóa của thuốc tránh thai nhanh hơn, từ đó làm giảm cái tác dụng của nó, nên là có nguy cơ có thai ngoài ý muốn á. Nên là rồi. Mình phải hết chưa? Dạ hết rồi, có 4 nhóm ấy. Sao cô thấy của em còn một thiếu một cái nữa, đó là em chưa nói về cái chuyện mà tìm dược dùng chung với lại chất cảm ứng men gan. Có một cái ví dụ về tìm dược dùng chung với cảm ứng men gan đó. Em có biết cặp nào không? Tìm dược mà dùng chung với chất cảm ứng men gan nó sẽ ngược lại một chút. Trời. Cặp nào? Dạ thưa cô, là tiền dược là codeine với morphine ạ. Codeine là tiền dược ạ. Có nghĩa là cái nào là tiền dược? Codeine là tiền dược. Cộng sao với... codeine là tiền dược? Tại thưa cô là nó không hoạt động ạ. Khi mà kết hợp với morphine thì nó mới làm giảm hoạt tính của morphine. Là sao? Từ từ nói lại cho cô, vì sao codeine là tiền dược nè? Codeine, vì codeine không không hoạt động ạ, là không có hoạt tính á, vô hoạt đó cô. Rồi sao nữa? Nhờ CYP nên chuyển hóa nhanh. Chuyển hóa thành cái gì? Là chuyển hóa thành morphine ạ. Enzyme nào? Enzyme ship gì? Ship mấy? Ship 2D6. Chuyển thành morphine. Dạ. Thì nó có tác dụng gì? Để cô giảm đau nhẹ và vừa. Codeine tác dụng giảm đau của nó yếu, vào trong cơ thể codeine sẽ được ship 2D6 chuyển thành morphine, trở thành một cái thuốc có tác dụng giảm đau mạnh hơn, cho nên codeine được gọi là tiền dược. Bây giờ codeine dùng chung với những cái chất cảm ứng men gan thì sao? Em thưa cô là nó sẽ làm nhanh chuyển, làm cho morphine chuyển hóa nhanh hơn ạ. Làm cho morphine chuyển hóa nhanh hơn. Làm cho morphine hay làm cho codeine? Dạ, làm cho codeine ạ. Codeine chuyển thành morphine nhanh hơn. Chứ sao làm cho morphine chuyển hóa nhanh hơn? Codeine chuyển thành morphine nhanh hơn. Cho nên tăng tác dụng.
tăng tác dụng của codein. Ừ, tăng tác dụng giảm đau của codein, được chưa? Dạ. Rồi. Trời ơi, sao mà thiếu cái cặp đó vậy? Ừ? À, có gì cô ơi, có cô ơi. Đây là cô ơi. Bọn em quên ghi cái tiêu đề gì vậy? Nhóm 7 của em, cô cho 4 điểm rưỡi. Những bạn mà không tham gia thuyết trình lúc nãy, mà cô điểm danh không có đất đầu giờ đó, Hàng Khải đó, bị trừ 2 điểm so với các bạn khác, còn 2 điểm rưỡi. Hàng Khải vào chưa? Thùy Linh cũng vậy luôn, trừ 2 điểm rưỡi. Thùy Linh còn 2 điểm rưỡi, Hàng Khải còn 2 điểm rưỡi, mấy bạn khác được 4 điểm rưỡi. Rồi, nói với các bạn như vậy cho cô nhé. Rồi, nhóm tiếp theo đi. Nhóm 8. Nhóm 8 điểm danh đi nhóm 8 ơi. Đủ 5 đứa chưa? Em bắt đầu trình bày luôn nha cô. Từ từ để cô coi coi sao có 4 đứa vậy. 1, 2, 3, 4. 5, rồi, ok, share màn hình đi em. Em share ở hai link nha, cho mấy bạn link phụ thấy nữa, có 4 bạn, 3 bạn bên link phụ á, qua bên link phụ share nữa. Dạ, cô đợi. Rồi em bắt đầu nha con. À, xin chào cô và các bạn đến bài thuyết trình của nhóm em thì em sẽ đại diện cho em sẽ đại diện cho nhóm 8 thuyết trình về các tương tác thuốc trong giai đoạn chuyển hóa. Thì trong giai đoạn chuyển hóa này em sẽ đi vào đại cương của tương tác chuyển hóa và các tương tác thuốc do ức chế enzyme gan. Thì đây là những thành viên trong nhóm. Thì chúng ta em sẽ đi bắt đầu vào phần trình bày. Thì dược động học thuốc đi vào cơ thể sẽ đi qua 4 quá trình chủ yếu là hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Thì ở đây mình sẽ đi vào quá trình chuyển hóa. Thì chuyển hóa hay còn được gọi là sự biến đổi sinh học của thuốc trong cơ thể. Thì chúng ta sẽ đi vào mục đích của quá trình chuyển hóa. Mục đích đầu tiên của quá trình chuyển hóa là nó sẽ làm thay đổi cấu trúc và làm thay đổi tính tan của thuốc. Thì như các bạn thấy ở đây là có hai loại là thuốc phân cực và thuốc không phân cực. Thì thuốc phân cực là những thuốc dễ tan đó, thì người ta nhận thấy rằng những cái thuốc này khi đi vào con đường chuyển hóa thì nó không tái hấp thu và nó đào thải nguyên vẹn qua thận. Và những thuốc không phân cực tức là những thuốc kém tan, nó sẽ đi vào quá trình chuyển hóa và chuyển qua trở thành những thuốc phân cực hơn, những là thuốc dễ tan vào quá trình và đi vào quá trình đào thải. Thì mục đích thứ hai của quá trình chuyển hóa là nó sẽ làm thay đổi cấu trúc và làm thay đổi hoạt tính của thuốc. Thì ở đây mình có mấy ví dụ, như là trường hợp thứ nhất là nó có lúc đầu nó có hoạt tính nhưng mà đi vào quá trình chuyển hóa nó trở nên vô hoạt. Nghĩa là khi mà một thuốc có giảm đau nhức đầu đi qua cơ thể thì qua quá trình chuyển hóa thì nó mất đi tác dụng đó. Trường hợp thứ hai là nó có hoạt tính, đi vào quá trình chuyển hóa nó trở nên có độc tính, như là chuyển trở nên gây độc tính về độc gan hay là ung thư thận như kiểu. Trường hợp thứ ba là những thuốc vô hoạt đi vào quá trình chuyển hóa nó sẽ trở nên có độc tính, nó có hoạt tính. Những cái trường hợp này thì chúng ta gọi là tiền dược. Thì đó là hai mục đích của quá trình chuyển hóa, là nó sẽ làm thay đổi tính tan và đào thải ra ngoài, và mục đích thứ hai là thay đổi cấu trúc, là thay đổi hoạt tính của thuốc, làm thay đổi tác dụng của thuốc. Em ơi, em mở mic ở bên linh phụ kìa, mấy bạn linh phụ nói là chưa nghe thấy. Em xin lỗi, nãy em quên. Dạ rồi.
ở đây mình có một số ví dụ cho các bạn thấy, ví dụ về tiền dược. Tiền dược ở đây mình có là L-DOPA, thì cái L-DOPA này sẽ được chuyển hóa bởi enzyme DOPA decorhydrase. Nó sẽ trở thành dopamine, trở thành thuốc điều trị Parkinson. Parkinson là thuốc điều trị cho người già bị rung cơ, bị cứng cơ đó. Hay một ví dụ khác là ví dụ tăng độc tính, thì acetaminophen hay còn gọi là paracetamol là nó có tác dụng giảm đau. Thì đi qua quá trình chuyển hóa, nó sẽ tự động chuyển từ 5-10% gây ra độc tính là tổn thương tế bào gan. Mình đi tới cái hiện tượng vượt qua lần đầu. Hiện tượng vượt qua lần đầu là thế nào? Là sự mất mát của thuốc do hiện tượng biến đổi sinh học trước khi thuốc vào đến hệ tuần hoàn chung. Thì hiện tượng vượt qua lần đầu này nó xảy ra thường xuyên ở dạ dày, ở ruột, ở gan, ở phổi, ở thận và ở não. Thì chúng ta đi vào cái vị trí đầu tiên ở hiện tượng chuyển hóa lần đầu là ở dạ dày và ruột. Thì ở dạ dày có những cái axit dịch vị thì nó sẽ làm mất đi hoạt tính ở thuốc. Còn ở ruột thì có gì? Có những cái enzyme. Những enzyme này sẽ xúc tác cho quá trình thủy phân thuốc, làm cho thuốc dễ tan hơn và đào thải qua nước tiểu và mật. Thì hệ số ly chích ở ruột được ký hiệu là EI, dao động từ khoảng từ 0-1. Thì hệ số ly chích là gì? Hệ số ly chích là tỷ lệ lượng thuốc hấp thu bị ly chích ở mô do hiện tượng chuyển hóa lần đầu. Thì ở đây chúng ta có công thức là hệ số ly chích ký hiệu là E. E bằng CA trừ CV chia CA, trong đó CA là nồng độ thuốc đi vào cơ quan, còn CV là nồng độ thuốc đi ra cơ quan. Thì ở ruột, ở mô, hệ số ly chích có ký hiệu là EI. EI bằng 0 thì nó là không bị chuyển hóa lần đầu ở mô, mà EI bằng 1 thì là chuyển hóa là hoàn toàn lần đầu ở mô. Chúng ta đi vào hiện tượng chuyển hóa lần đầu ở vị trí thứ hai là ở phổi. Thì ở phổi cũng giống như một số vị trí khác, nó cũng có các enzyme chuyển hóa làm cho thuốc dễ phân cực hơn, thuốc dễ tan hơn. Thì hệ số ly chích ở phổi được ký hiệu là EB, cũng dao động từ trong khoảng từ 0-1. EB bằng 0 là không chuyển hóa lần đầu ở phổi, mà EB bằng 1 là chuyển hóa hoàn toàn lần đầu ở phổi. Chúng ta đi vào vị trí thứ ba là vị trí ở gan. Thì như các bạn biết thì gan là nơi chuyển hóa thuốc chủ yếu nhất, bởi vì nó có một hệ thống enzyme rất là dồi dào. So với những vị trí khác thì lượng enzyme của nó là vượt trội hơn. Thì ở gan hệ số ly chích có ký hiệu là EH, cũng dao động từ 0-1. EH bằng 0 thì là không chuyển hóa lần đầu ở gan, mà EH bằng 1 thì chuyển hóa lần đầu ở gan, hoàn toàn lần đầu ở gan. Thì ở đây mình ở chuyển hóa lần đầu ở gan mình có hai loại enzyme chủ yếu, là hai loại enzyme là myrosome enzyme và non myrosome. Thì cái myrosome á, nó là thường là các monoxygena xúc tác cho quá trình phản ứng oxy hóa khử, thủy phân và ly hợp. Nó có trên lưới nội chất trơn và sử dụng các hệ thuốc chủ yếu như là SIP này lát nữa mình sẽ nói thêm, FMO hoặc là EH. Và một cái đặc biệt nữa là một điểm quan trọng để phân biệt giữa nhóm myrosome và nhóm non-myrosome, nghĩa là nó có thể bị cảm ứng và ức chế. Vậy cảm ứng và ức chế là gì? Là nó tác dụng của nó không có ổn định. Nó có thể bị ảnh hưởng bởi một tác nhân khác làm cho tác dụng của nó có thể tăng lên hoặc là giảm đi. Thì gọi là cảm ứng và ức chế. Thì nhóm non-myrosome thì là những enzyme không đặc hiệu xúc tác cho quá trình phản ứng oxy hóa, khử, thủy phân và liên hợp. Thì ngược lại, nhóm myrosome là nó có trên lưới nội chất trơn, thì non-myrosome có trong bào tương và ti thể. Một số hệ chỉ sử dụng chủ yếu như là protein oxida, estera hoặc là amida, và nó không bị cảm ứng. Thì đây, hệ cytochrome B450 là gì? Thì cyto nghĩa là một tế bào, trơm nghĩa là một sắc tố. Cytochrome nghĩa là một sắc tố có trong tế bào mà nó hấp thu cực đại ở bước sóng là 450, nên người ta gọi nó là cytochrome B450. Thì cái nó thuộc nhóm myrosome, nên là nó có nhiều nhất ở lưới nội chất trơn và cũng tham gia quá trình cảm ứng và ức chế. Thì vai trò của SIP 450 là gì? Thì ở đây mình có hai cái biểu đồ. Nếu các bạn thì biểu đồ bên trái là các thành phần của các SIP ở gan, và biểu đồ bên phải là phần trăm thuốc được chuyển hóa ở bởi các SIP. Thì các bạn nhìn thấy ở hai cái biểu đồ thì cái enzyme chuyển hóa chủ yếu nhất là SIP 3A4.
ở bên cái ship 2D6 nó chỉ chiếm một lượng rất nhỏ ở bên cái biểu đồ bên trái thôi, nhưng nó lại là phần trăm thuốc được chuyển hóa nhiều thứ hai trong cơ thể con người. Thì ngoài gan ra thì cytochrome cũng có ở trên các tế bào, ở các cơ quan khác như là ở phổi, ở thận, ở da, ở nhau thai, và nó được chuyển hóa bởi các enzyme đặc hiệu. Thì mình sẽ đi vào quá trình biến đổi sinh học ở gan. Thì quá trình biến đổi sinh học ở gan điểm qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phản ứng oxy hóa khử ankin thủy giải. Thì nó tạo thành các sản phẩm có phân cực hơn, và tùy theo chất đó là gì mà nó sẽ bị oxy hóa khử hoặc là khử ankin thủy giải. Giai đoạn thứ hai là nó sẽ đi vào quá trình liên hợp. Liên hợp là những sản phẩm này sẽ gắn với những cái chất nội sinh trong cơ thể và nó sẽ tạo ra những chất phân cực hơn. Thì sản phẩm của giai đoạn 1 thường là những sản phẩm như là có tính vô hoạt, có hoạt tính hoặc là độc tính. Còn sản phẩm thứ hai của giai đoạn thứ hai là những sản phẩm chất phân cực dễ tan trong nước và không có hoạt tính. Ở đây mình có một số ví dụ về các dễ một số cái phản ứng trong giai đoạn 1 như là phản ứng hydro hóa dây nhánh. Thì phản ứng hydro hóa dây nhánh là chất ban đầu bị oxy hóa tạo thành chất có nhóm OH dễ tan phân cực hơn. Hoặc là phản ứng hydroxy vòng thơm. Hydroxy vòng thơm là các acetanilic ở đây bị oxy hóa bởi cái enzyme 450 và tạo thành các chất gắn thêm vòng thơm, nghĩa là nó thơm nước hơn đó. Hoặc là phản ứng nitro tạo ra chlorpharmphenicol. Thì bản thân cái chất này là gốc nitro nên là sau phản ứng khử nó tạo thành gốc amino thì nó sẽ phân cực hơn. Hay là phản ứng thủy giải là amide như là lidocaine thì là nó sẽ tạo thành những cái chất có nhóm phân cực theo dạng ban đầu. Giai đoạn thứ hai là phản ứng liên hợp, như mình nói lúc nãy là phản ứng liên hợp là phản ứng nó sẽ kết hợp với một chất nội sinh trong cơ thể và tạo ra những chất dễ tan hơn. Tuy nhiên là có một chất nó sẽ không tan mà nó rất đặc biệt là nó sẽ tạo kết tổ là phản ứng giữa sulfamid và axit acetic. Thì liên hợp phản ứng phản tạo chất dễ tan như là phản ứng tạo với axit glucuronic nè. Và đây là cái tạo tổ là sulfamid kết hợp với lại axit acetic. Thì sulfamid là một kháng sinh. Nên là khi nó tác dụng với axit acetic thì nó sẽ tạo ra cái sản phẩm acetin hóa của nó. Thì cái sản phẩm này nó sẽ dễ kết tinh ở thận và tạo sỏi. Ngoài ra nó cũng có các phản ứng như là liên hợp với glycine, liên hợp với sulfate hoặc là phản ứng methyl hóa. Ở đây mình có hai cái biểu đồ. Biểu đồ thứ nhất là những enzyme mà để xúc tác cho quá trình ở giai đoạn 1 đó, ở hay còn gọi là pha 1. Còn cái biểu đồ thứ hai là những phản ứng xúc tác cho các giai đoạn thứ hai, cái pha 2 là các giai đoạn của phản ở giai đoạn 2 là liên hợp đó. Thì ở giai đoạn 2 thì phản ứng liên hợp với acid glucuronic là phản ứng thường xảy ra nhất, và đa số các phản ứng này đều được xúc tác bởi các enzyme là họ transferase. Mình sẽ đi tiếp vào các yếu tố ảnh hưởng. Thì các yếu tố ảnh hưởng này thuộc về thuốc là tính chất của hoạt chất là oxy hóa khử, khử ankin thủy giải, hoặc liều lượng là liên quan đến mức độ bão hòa. Đường sử dụng có thể như là đường uống, đường tiêm. Sự bão hòa ở đây nghĩa là sự bão hòa về enzyme. Thì các yếu tố cũng có các enzyme đặc trưng để xúc tác cho quá trình phản ứng riêng của nó. Thì chúng ta đi vào các yếu tố là yếu tố di truyền. Thì ở enzyme do enzyme ở mỗi người là khác nhau thì nên là sự xuất phát cho quá trình phản ứng nó cũng khác nhau. Thì sự chuyển hóa của ANH ở đây là một thuốc trị bệnh lao đó, nên là khi vào trong cơ thể nó sẽ tham gia quá trình phản ứng acetin hóa. Với sự xúc tác của enzyme thì người ta thấy rằng những người mà có acetin xúc tác nhanh á, thì người ta gọi đó là dân số acetin hóa nhanh. Còn một số người mà có xúc tác enzyme chậm, người ta gọi đó là dân số acetin hóa chậm.
tuổi tác ở đây chúng ta đi vào hai đối tượng, đó là trẻ sơ sinh và người cao tuổi. Thì trẻ sơ sinh giảm nó bị ảnh hưởng là do đâu, là do hệ thống enzyme của gan là nó chưa có hoàn chỉnh nên nó chậm thải trừ thuốc và tích tụ thuốc. Còn ở người cao tuổi thì là chuyển hóa ở gan giảm là do khối lượng gan nó bắt đầu giảm rồi, hoạt tính enzyme cũng giảm luôn và lượng máu tới gan cũng bắt đầu giảm. Ở đây mình có một cái bảng về cái ức chế, bảng các thuốc về ức chế enzyme gan và một bảng là cảm ứng enzyme gan. Thì cimetidine là thuốc trị loét dạ dày, ketoconazole là kháng nấm, fluronazole cũng là kháng nấm luôn, sulfamethoxazole, chlorampheniconazole là những thuốc kháng kháng sinh, còn phenibutazole là những kháng kháng viêm. Đó là những thuốc đặc trưng cho ức chế enzyme gan. Một số thuốc cảm ứng enzyme gan như là batiburat là thuốc an thần, carbamazine là thuốc trị động kinh và rifampicin là thuốc kháng sinh trị bệnh lao. Rượu mãn tính, rượu mà các bạn uống ngày qua ngày mà uống với một lượng lớn á, thì nó sẽ trở thành một chất cảm ứng enzyme gan. Thì mình sẽ đi rõ hơn về sự ức chế và cảm ứng. Thì sự ức chế hay còn gọi là inhibitor và sự cảm ứng còn gọi là inductor. Thì sự ức chế á, nghĩa là một chất ức chế enzyme gan khi mà cộng này tác dụng với một chất khác á, nó sẽ làm giảm chuyển hóa của thuốc đó đi và làm tăng nồng độ của thuốc đó trong cơ thể, làm gây ra độc tính. Còn ngược lại thì đối với sự cảm ứng thì một chất cảm ứng enzyme gan nó tác dụng với một chất khác, nó sẽ làm tăng chuyển hóa và làm giảm nồng độ, làm giảm hoạt tính của chất đó. Mình sẽ đi vào tiếp vào các ức chế men gan. Ức chế men gan là gì? Là thường xảy ra nhanh và có thể bắt đầu khi nồng độ của chất ức chế men gan enzyme đạt đủ nồng độ ở mô. Ức chế enzyme gan giảm chuyển hóa thuốc, nó sẽ làm giảm chuyển hóa thuốc. Thì ức chế enzyme gan sẽ đi vào hai cơ chế là ức chế cạnh tranh và ức chế không cạnh tranh. Thì ức chế cạnh tranh là gì? Ức chế cạnh tranh là hai thuốc cùng được chuyển hóa bởi một enzyme và thuốc nào có áp lực enzyme mạnh hơn thì sẽ cạnh tranh với thuốc còn lại và tăng nồng độ của thuốc còn lại lên. Còn ức chế không cạnh tranh là thuốc ức chế chỉ gắn lên và khóa enzyme lại và nó không bị enzyme thủy giải. Thì hệ quả lâm sàng do ức chế enzyme gan nó sẽ làm tích lũy nồng độ của thuốc trong cơ thể lên, nó sẽ làm tăng nguy cơ gây tác dụng phụ và tác dụng phụ này nó sẽ làm giảm tương tác của thuốc. Thì nếu là tiền dược như mình nói lúc nãy là những thuốc không lúc đầu không có tác dụng, khi vào cơ thể chuyển hóa thì nó có tác dụng á, nhưng mà do cái sự ức chế enzyme của men gan này nên là nó sẽ không tạo ra được hoạt tính và nó sẽ làm giảm tác dụng trị liệu. Thì ở đây mình có một số ví dụ về cái cặp tương tác thuốc trong ức chế men gan. Các bạn nhìn với cái bảng bên phải nè, thì cái cặp đầu tiên là warfarin và kháng nấm. Kháng nấm là một chất ức chế đó men gan, còn warfarin là chất chống đông máu. Khi mà vào trong cơ thể thì cái ức chế men gan này sẽ làm warfarin giảm chuyển hóa, làm giảm chuyển hóa của warfarin thì sẽ làm tăng nồng độ của warfarin trong máu lên. Làm tăng nồng độ trong máu lên thì nó sẽ làm nó sẽ gây ra độc tính. Thì độc tính của warfarin ở đây sẽ là nguy cơ gây xuất huyết. Cặp tương tác thứ hai mình muốn giới thiệu đó là macrolide hay còn gọi là cholindomicin. Cholindomicin là một thuốc trị đau nửa đầu, thì tác dụng với lại dihydrocholamine là một thuốc dihydrocholamine là một thuốc trị đau nửa đầu, còn cholindomicin là một kháng sinh. Nên là khi mà tác dụng hai thuốc này nó sẽ làm chuyển hóa, nó làm tăng nồng độ của dihydrocholamine lên và tăng tác dụng phụ là co mạch, gây hoại tử đầu chi. Cặp tương tác thứ ba là erythromycin cũng là một thuốc kháng sinh ức chế. Còn theophylline ở đây là một thuốc trị hen suyễn. Thì kháng sinh nó sẽ ức chế sự chuyển hóa của theophylline, làm tăng nồng độ của theophylline lên trong máu, tăng tác dụng phụ ở đây là đánh chóng ngực và làm co giật và bị nôn. Cặp tương tác thứ tư mà muốn giới thiệu đó là astamizone và terfenadine, đó là những thuốc trị chống dị ứng đó. Khi mà tác dụng với kháng sinh thuộc họ mycin hoặc là kháng sinh thuộc họ anzon kháng nấm á, anzon á, thì nó sẽ làm tăng nồng độ của thuốc này lên, tăng nồng độ của thuốc trong máu lên thì nó sẽ làm tăng tác dụng phụ là của hai thuốc này lên, như là loạn nhịp tim. Cặp tương tác thứ năm là chloramphenicol là kháng sinh gây ức chế men gan, còn phenylalanine là thuốc chống động kinh.
thì kháng sinh sẽ gây ức chế sự chuyển hóa của phenylalanine. Nó sẽ làm tăng nồng độ của phenylalanine trong máu lên, làm tăng độc tính là rung nhật nhãn cầu. Cặp tương tác thứ năm là cimetidine, là thuốc trị loét dạ dày, tác dụng với các thuốc như là Robanadol với morphine. Nó sẽ làm cimetidine làm giảm lưu lượng máu qua gan và làm giảm chuyển hóa qua gan ở lần đầu, làm tăng sinh khả dụng của Robanol. Thì cái này chỉ là phần tham khảo mình để vô cho các bạn tham khảo thôi. Còn cặp tương tác cuối cùng đó là carithromycin với lại simvastatin. Thì các bạn để ý các thuốc mà có cái đuôi vastatin ở dưới á, là những cái thuốc mà để trị rối loạn lipid kép hay là rối loạn mỡ máu đó. Nó sẽ làm thì cái ức chế này sẽ làm tăng nguy cơ, tăng tác dụng phụ của simvastatin lên, làm tiêu cơ vân, đau cơ hoặc là yếu cơ. Thì các như mình nói cái statin hồi nãy, cái đôi mà có gốc statin là những thuốc trị rối loạn lipid kép và rối loạn mỡ máu. Thì những cái thuốc này nè, nó sẽ có những có những cái enzyme xúc tác cho phản ứng riêng. Ví dụ như là CYP3A4 nó sẽ chuyển hóa atorvastatin và simvastatin hoặc là lovastatin. Nên là một khi mà bạn ức chế CYP3A4 này nó bị ức chế, nó cũng sẽ gây ức chế sự chuyển hóa của những thuốc này. Thì CYP2C9 nó cũng sẽ gây ức chế sự chuyển hóa của fustatin, bitavastatin hoặc là rosuvastatin. Thì cái rosuvastatin ngoài được chuyển hóa bởi CYP2C9 thì nó cũng được chuyển hóa bởi CYP2C19. Đó là khi mà ức chế CYP2C19 nó sẽ gây ức chế sự chuyển hóa của rosuvastatin luôn. Cái bảng bên phải, cái bảng bên trái ở đây mình nhóm mình đã tổng hợp lại các thuốc và một số các thuốc và các tác dụng của nó luôn. Ở đây các bạn có thể tham khảo. Thì những cái thuốc này nó sẽ làm gây ức chế enzyme chuyển hóa ở gan và dẫn tới tăng nồng độ của thuốc phối hợp. Ví dụ như cimetidine hồi nãy, lúc nãy mình nói là thuốc trị loét dạ dày, nó sẽ làm tăng nồng độ của nifedipine là thuốc tăng huyết áp đó, nó sẽ dẫn đến nguy cơ quá liều. Thuốc chống tăng huyết áp erythromycin sẽ làm tăng nồng độ của theophylline, gây nguy cơ độc tính tác dụng phụ của theophylline lên thần kinh trung ương như là kích thích và co giật. Do đó là khi mà các bạn kết hợp cái thuốc này á, bạn cần phải lưu ý các tác dụng của nó để tránh gây bất lợi. Tuy nhiên là hậu quả chỉ nghiêm trọng với những thuốc có phạm vi điều trị hẹp mà thôi, khi mà sự thay đổi nồng độ dẫn đến sự thay đổi tác dụng của sự tác dụng hoặc là làm tăng độc tính nó lên. Thì đó là phần thuyết trình của mình, bài thuyết trình của nhóm mình. Thật ra đây là 5 câu hỏi nhóm mình đã soạn và mời các bạn trả lời. Câu hỏi thứ nhất là phản ứng có trong giai đoạn 2 của quá trình chuyển hóa là gì? A oxy hóa, B là khử, C liên hợp và D là thủy giải. Các bạn nhờ cho mình đáp án nha. Một C. Đúng rồi. Đây là phản ứng liên hợp. Còn phản ứng giai đoạn 1 đó là phản oxy hóa khử ăn kim thủy giải đó. Câu 2, hệ CYP chiếm tỷ lệ nhiều nhất ở gan là gì? A CYP2C, B CYP1A2, C CYP2D6 và D là CYP3A4. Cô đê. Ừ, đúng rồi, đây là CYP3A4 nha mấy bạn. Câu hỏi thứ 3, chất gây ức chế men gan là gì? A phenylalanine, B rifampicin, C phenobarbital và C cimetidine. Cô đê. Đúng rồi, là cô đê. Thuốc cimetidine là thuốc ức chế trị loét dạ dày đó. Câu hỏi thứ 4, yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển hóa: A sự tưới máu, B khả năng gắn kết, C ái lực và D là tụ tác. Câu D. Ừ, cảm ơn bạn. Câu hỏi cuối cùng, công thức của hệ số li chích E là gì? Câu A. Đúng rồi, E bằng CA trừ CV chia cho CA, nghĩa là CA là nồng độ thuốc đi vào trừ nồng độ thuốc đi ra chia nồng độ thuốc vào đó. Mình cảm ơn các bạn. Thì bài thuyết trình của nhóm mình đến đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rồi ha, cảm ơn nhóm 8 đúng không?
Dạ. Ừ. Nói chung là cô thấy bài thuyết trình của nhóm 8 là tương đối kỹ ha. Nhưng mà bây giờ để chắc lặp lại cho các bạn, cho các bạn dễ nhớ chứ thấy nó cũng hơi dài. À, rồi. Đầu tiên là cái nhóm của em được phân công là làm chủ yếu là về cái ức chế men gan đúng không? Yeah. Tương tác thuốc trong giai đoạn chuyển hóa mà là làm về cái mảng là ức chế men gan. Bây giờ em nói lại cho các bạn về ức chế men gan có nghĩa là sao. Nhớ đặt, nhớ mở cả hai mic nha. Ức chế men gan có nghĩa là sao? Một cái thuốc mà nó ức chế men gan có nghĩa là nó làm gì? Thưa cô, ức chế men gan là ức chế men gan là nó sẽ làm giảm, nó sẽ làm ức chế cái thuốc mà tác dụng chung với nó, làm nó làm giảm... cái gì cái enzyme đã? Dạ. Nó làm gì cái enzyme đã? Dạ nó ức chế cái enzyme. Nó làm cho enzyme hoạt động mạnh lên hay yếu đi? Tôi coi là nó sẽ làm ức chế chuyển hóa của enzyme nó đi, làm giảm đi. Không phải là ức chế chuyển hóa của enzyme mà nó làm giảm hoạt động của enzyme. Dạ. Giảm số lượng, giảm hoạt động của enzyme, được chưa? Và khi mà nó làm giảm hoạt động của enzyme thì nó ảnh hưởng gì trên những cái thuốc dùng chung với nó? Tôi coi là khi mà giảm giảm tốc độ sẽ làm giảm chuyển hóa của thuốc dùng chung với nó. Giảm chuyển hóa thì nó giảm chuyển hóa của thuốc đó thì nó sẽ làm tăng nồng độ của thuốc đó trong máu lên. Khi mà tăng nồng độ của thuốc đó trong máu lên thì nó sẽ làm gây ra độc tính. Nó sẽ gây độc tính. Ừ, tăng nồng độ của các thuốc đó ở trong máu thì nó sẽ tăng tác dụng và có thể tăng độc tính. Rồi ha. Bây giờ em đi vào các cặp ví dụ cho cô. Vậy là nguyên nhân của tương tác là các bạn chỉ có cảm ứng hoặc là ức chế thôi ha. Giờ mình quan trọng là mình nhìn ra được các tương tác ở trong các cặp ví dụ. Rồi em có khá là nhiều cái cặp ví dụ ở đây đúng không? Dạ. Yeah. Đây là bản tổng hợp của nhóm em đó hả? Dạ. Yeah. Rồi tóm lại cho các bạn và nhắc lại cho các bạn một lần nữa về tác dụng điều trị của các thuốc nè. Ví dụ warfarin là thuốc gì và dùng chung với kháng nấm azole thì nó có chuyện gì xảy ra? Dạ dạ. Thưa cô là thưa cô các bạn thì warfarin nó là một thuốc chống đông máu nên mà khi tác dụng với kháng nấm azole ở đây là một chất ức chế men gan thì khi tác dụng với một chất ức chế thì nó sẽ làm giảm nồng độ của warfarin nó sẽ làm giảm chuyển hóa của warfarin lên và nó làm tăng nồng độ của warfarin trong máu. Nó sẽ gây độc tính ở đây nó sẽ là gây nguy cơ xuất huyết. Còn cặp thứ hai là cholindomycin ở đây là một kháng sinh, cũng là kháng sinh ức chế luôn. Dihydro khi tác dụng với đại dihydrotiamin là một thuốc trị đau nửa đầu. Nó sẽ làm giảm chuyển hóa của cái thuốc này đi, làm tăng nồng độ của dihydrotiamin lên và làm tăng độc tính ở đây là co mạch gây hoại tử đầu chi. Và cặp tương tác thứ ba là erythromycin với lại theophylline. Erythromycin là một kháng sinh với lại tác dụng với lại theophylline là một thuốc trị hen suyễn, thì kháng sinh này nó sẽ ức chế theophylline, làm giảm chuyển hóa theophylline, làm giảm chuyển hóa thì nó sẽ làm tăng nồng độ của cái này lên trong máu, của thuốc này lên trong máu và nó sẽ gây ra độc tính ở đây là đánh chống ngực và co giật và nôn. Cái cặp tương tác thứ tư là acetamiprazole với lại terfenadine, cái này là những thuốc trị chống dị ứng nên là khi tác dụng với những kháng sinh thuộc họ mycin hoặc là kháng nấm azole là những chất ức chế, nó sẽ làm tăng nồng độ của cái thuốc này lên và làm tăng tốc độ của tác dụng phụ của hai thuốc này là loạn nhịp tim. Cặp tương tác thứ năm là chloramphenicol với lại phenytoin. Chloramphenicol là một thuốc kháng sinh gây ức chế men gan và phenytoin là một thuốc chống động kinh nên là nó sẽ làm giảm chuyển hóa của phenytoin và làm tăng nồng độ của phenytoin trong máu lên và là tăng tốc độc tính ở đây là rung nhật nhãn cầu. Cimetidine, cặp tương tác thứ sáu là cimetidine với lại những thuốc
Robanodon với lại morphine. Cimetidine là thuốc trị lét dạ dày. Nên là cimetidine sẽ làm giảm lưu lượng của máu qua gan và làm giảm chuyển hóa của gan qua lần đầu, làm tăng sinh khả dụng của Robanodon. Và cặp tương tác cuối cùng đó là calithiomycin với lại simvastatin. Thì cái simvastatin là những thuốc mà trị mỡ máu, thì nó sẽ làm tăng tăng nguy cơ và tăng tác dụng phụ của simvastatin lên là tiêu cơ vân nè, đau cơ và nhức cơ. Rồi, như vậy là bạn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái cặp tương tác ha. Thì trong đó hai cái cặp tương tác cuối cùng nó hơi đặc biệt một chút, các bạn chú ý dùng cho cô nha. Đặc biệt là đặc biệt cái gì? Đặc biệt ở cái chỗ là tương tác giữa những cái chất ức chế men gan, ví dụ như cimetidine chung với những cái thuốc gì đây? Propranolol, morphine là những cái thuốc gì hả nhóm? Thuốc gì? Thuốc nó có đặc điểm gì vậy? Mà cô nói là đặc biệt. Thuốc gì? Là những thuốc có hệ số lytic EH cao hay thấp? Cô là hệ chất lytic cao ạ. Cao có nghĩa là sao? Cao có nghĩa là khi mà đi qua gan thì nó bị gì? Nó bị chuyển hóa nhiều. Khi mà đi qua gan thì nó bị chuyển hóa nhiều và nó bị mất, có thể là nó bị mất mát nhiều, đúng không? Rồi vậy bây giờ chúng ta dùng chung những cái thuốc mà ức chế men gan với những thuốc có hệ số lytic ở gan cao, thì những cái thuốc ức chế men gan nó làm gì? Nó làm giảm lưu lượng máu đi đến gan ha, cho nên nó sẽ làm giảm luôn cái quá trình chuyển hóa của những cái thuốc này ở gan á, cho nên thuốc nó ít bị mất mát hơn, vậy là nó đi vào máu sẽ nhiều hơn, sinh khả dụng của nó tăng lên. Cái này nó đặc biệt một chút nha, nó không giải thích giống như là mình giải thích như mấy cái cặp ở phía trên ha. Yeah. Rồi, cái ví dụ nữa ở dưới này các bạn cũng chú ý cho cô nha, giữa tương tác giữa những cái hoạt chất mà nhóm statin với lại clarithromycin. Statin là nhóm thuốc điều trị bệnh gì? Cô là trị bệnh mỡ máu với lại rối loạn lipid kép. Khi mà dùng chung thì nhớ là nhóm statin bị chuyển hóa qua gan rất là nhiều. Các bạn thấy người ta liệt kê một list danh sách các statin chuyển hóa qua gan ở trong cái slide của bộ môn á. Nhớ nha. Thì khi mà cái nhóm macrolide, cái nhóm kháng sinh này là một cái chất ức chế men gan á, dùng chung với lại statin, nó sẽ làm cho cái quá trình chuyển hóa nó giảm đi, cho nên nồng độ statin ở trong máu sẽ tăng lên và tăng tác dụng phụ của statin là bị độc cơ ha, đau cơ, độc cơ với lại tăng men gan. Được chưa? Rồi, thì lưu ý cho cô một chút về cái cặp thứ 5 hả? Cặp thứ 6, cặp thứ 7 này nè. Cặp cuối cùng đặc biệt này một chút nha. Rồi, thôi được rồi. Cảm ơn nhóm... Nhóm 8 cô. Nhóm 8. Thì nói chung là cũng làm bài khá là chỉnh chu. Có phần tổng kết bài ở cuối cùng ha. Cô cho nhóm 8 được 5 điểm nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, nhóm 9. Nhóm 9 nhớ xe cả hai lên và mở hai mic luôn nha nhóm 9. Nhóm 9 điểm danh đi nhóm 9 ơi. 1, 2, 3, 4, 5, rồi.
Dạ cô có nghe chưa cô ạ? À? Rồi, ok em. Dạ, em chào cô và tất cả các bạn. Là hôm nay em xin đại diện nhóm chính lên thuyết trình bộ môn dược động học. Đây là danh sách các thành viên nhóm chính. Thì chúng ta sẽ bước sang vào bài học. Hôm nay nhóm em sẽ dẫn các bạn đi tìm hiểu về bài học với các nội dung chính như sau. Về nội dung thứ nhất là tương tác thuốc trong giai đoạn thải trừ. Nội dung thứ hai, tương tác thuốc với rượu, thuốc lá, thức ăn. Cuối cùng là dược động học và yếu tố di truyền. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề thứ nhất, tương tác thuốc trong giai đoạn thải trừ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa là quá trình thải loại hạn thuốc ra ngoài cơ thể. Chúng ta sẽ có hai con đường đào thải chính, đó là quá trình đào thải tại thận và quá trình đào thải qua đường phân mật. Thì quá trình đào thải ở thận thì là quá trình này thường xảy ra tương tác và gồm có ba cơ chế đào thải qua thận, thì gồm có là lọc ở cầu thận, tái hấp thu thụ động và bài tiết chủ động qua ống thận. Về lọc ở cầu thận thì rất là ít xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu nếu mà có xảy ra thì là do nguyên nhân tương tác ở trong giai đoạn lọc qua cầu thận do sự đẩy thuốc ra khỏi phức hợp albumin dẫn đến tăng nồng độ thuốc tự do tăng cao dẫn đến tăng lọc qua cầu thận. Và một số thuốc ở dạng tự do nếu mà hai thuốc dành nhau hai phân tử protein và đẩy thuốc kia ra cũng sẽ làm tăng nồng độ tự do thì cũng sẽ làm tăng lọc qua cầu thận. Về nguyên nhân thứ hai là GFR làm thay đổi lưu lượng máu tới thận. Về tương tác thông qua thay đổi lưu lượng thận thì cơ thể có chất là prostaglandin sẽ làm giãn mạch, NSAID ức chế sản xuất prostaglandin dẫn đến co mạch và giảm lưu lượng máu đến thận và làm giảm đào thải thuốc dùng kem. Và indomethacin thì chúng ta sẽ dùng chung với mitium. Indomethacin làm giảm lưu lượng máu đến thận. Vậy thì quá trình đào thải lithium cũng sẽ giảm, cho nên sẽ làm tăng nồng độ lithium rõ rệt, dẫn đến là tăng độc tính. Về tái hấp thu thụ động ở ống thận thì đây là quá trình chuyển ngược từ nước tiểu vào máu gây giảm thải trừ thuốc. Là quá trình này xảy ra với các thuốc có bản chất là axit yếu hoặc là bazơ yếu thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi là pH của nước tiểu, vì khi là pH thay đổi sẽ làm thay đổi tỷ lệ thuốc ở dạng ion và không ion hóa. Thuốc thì muốn tái hấp thu được thì cần phải ở dạng không ion hóa, còn về đào thải muốn đào thải ra thì thuốc thì phải ở dạng là ion hóa. Thì người ta sẽ ứng dụng cái cơ chế này để giải độc ngộ độc thuốc. Về ngộ độc thuốc có tính axit yếu thì chúng ta sẽ kiềm hóa nó bằng natri bicarbonate. Thì mục đích chúng ta là làm tăng cái pH của nước tiểu lên và chuyển thuốc về dạng ion hóa. Về cái dạng này thì thuốc sẽ không tái hấp thu được, thì sẽ dẫn đến là tăng thải trừ và làm giảm nồng độ trong máu. Và ngộ độc thuốc bazơ yếu thì chúng ta sẽ axit hóa nó, thì chúng ta sẽ dùng là vitamin C ammonium chloride. Mục đích của chúng ta là để làm giảm cái pH nước tiểu và chuyển thuốc về dạng ion hóa để không tái hấp thu được, dẫn đến là tăng thải trừ và làm giảm nồng độ trong máu. Chúng ta sẽ bước tiếp là về bài tiết chủ động. Thì về bài tiết chủ động thì chúng ta cần có hai hệ thống vận chuyển là OAT và OCT, thì sẽ có sự cạnh tranh, và sự cạnh tranh thuốc A và thuốc B sẽ giành nhau chất vận chuyển. Thuốc nào mạnh hơn thì sẽ giành được chất vận chuyển và đào thải trước, thuốc kia sẽ ở lại dẫn đến là lưu lượng trong máu tăng. Em sẽ có một vài ví dụ là probenecid với penicillin là thuốc kháng sinh. Cái probenecid sẽ thắng và giành được chất vận chuyển, thì cái probenecid sẽ tương tranh với penicillin tại vị trí gắn với protein trên ống tiết và kéo dài thời gian tác dụng của penicillin. Về quinidine và digoxin thì quinidine sẽ thắng và quinidine sẽ tương tranh với digoxin đến nơi đào thải tại thận và tăng tác dụng của digoxin và làm giảm khoảng 1/2 liều digoxin. Còn về methotrexate, đây chính là thuốc điều trị ung thư sử dụng trong xạ trị, và aspirin salicylate NSAID là thuốc giảm đau hạ sốt, thì cái NSAID sẽ thắng dẫn đến là methotrexate không có chất vận chuyển để thải ra, dẫn đến là đào thải methotrexate và làm tăng độc tính của methotrexate. Về phenylbutazone và glyclazide thì hai chất này thì sẽ
giảm đào thải glycolic và tobutamic, làm tăng tác dụng hạ đường huyết, và chúng ta không nên là phối hợp với hai hoạt chất này. Về tương tác trong quá trình đào thải qua mật thì ethinylestradiol là hormone sinh dục nữ thì có chu kỳ gan ruột, và chu kỳ gan ruột cần vi khuẩn đường ruột để tiết ra enzyme là glucuronidase, và nếu dùng chung với kháng sinh sẽ diệt vi khuẩn sống trong đường ruột, dẫn đến là thuốc ngừa thai mất chu kỳ gan ruột, dẫn đến là mất hiệu lực của thuốc ngừa thai. Về đây chính là hình ảnh về tái tuần hoàn ruột gan, là thuốc đi vào đường ruột có thể được hấp thu vào hệ tuần hoàn, thì ở đó là chúng có thể được loại bỏ khỏi hệ tuần hoàn bằng cách là tái hấp thu ở gan, sau đó là hợp chất này có thể là được bài tiết vào mật và trở lại đường ruột và sẵn sàng cho chu kỳ gan ruột. Thì sự biến đổi sinh học trong tế bào ruột, tế bào gan, đường ruột và khắp cơ thể có thể là chuyển thuốc thành các chất chuyển hóa, thì có thể trải qua chu kỳ gan ruột hoặc là thoát ra nước tiểu và phân. Vì một số chất hòa tan, chất ưa béo có thể bỏ qua tuần hoàn cửa và được hấp thụ vào hệ tuần hoàn qua hệ bạch huyết. Thì chúng ta sẽ bước vào nội dung thứ hai là tương tác thuốc với rượu, thuốc lá và thức ăn. Về ảnh hưởng của rượu là rượu ức chế liên hợp với glucuronic của một số thuốc. Rượu sẽ làm tăng tác dụng của một số thuốc ức chế thần kinh trung ương như là barbituric, benzodiazepine và anti-H1, và một số chất là kết hợp với rượu sẽ dẫn đến hội chứng là antabus, là sẽ có các triệu chứng như là đỏ mặt, tim chậm, tụt huyết áp và chóng mặt, khó thở, v.v. Thì uống thuốc với rượu thì có thể tăng nguy cơ của nhiều biến chứng như là tổn thương gan, vấn đề về tim mạch, thì xuất huyết nội, suy hô hấp, trầm cảm. Một trong những trường hợp thì rượu có thể làm giảm hoặc là làm mất tác dụng của thuốc. Thì vài trường hợp khác thì rượu có thể làm biến đổi tính chất của một số thuốc và làm hại hoặc thậm chí là nhiễm độc cơ thể. Thì một số ví dụ thường gặp về tương tác thuốc với rượu như là với các thuốc tim mạch thì sẽ gây tim đập nhanh và thay đổi huyết áp đột ngột. Với một số thuốc kháng viêm thì không chứa corticoid sẽ làm tăng nguy cơ loét và xuất huyết dạ dày. Với thuốc chống đông thì có thể là xuất huyết nội. Với các thuốc ngủ thì sẽ gây ra suy hô hấp và mất kiểm soát hành động và thay đổi hành vi. Vì đối với quá trình hấp thu thì là ít bị thay đổi, tùy thể tích rượu có thể là rượu kèm với thức ăn hay không. Đối với sự gắn kết là có thể thay đổi do giảm albumin trong máu. Đối với sự chuyển hóa thì có thể ảnh hưởng quan trọng, thì uống một lượng rượu duy nhất thì sẽ ức chế enzyme gan. Còn nếu mà uống rượu thường xuyên thì sẽ dẫn đến cảm ứng enzyme gan. Đây là một số ví dụ là về paracetamol thì trên người nghiện rượu thì dễ ngộ độc là NAPQI. Một số nghiên cứu cho thấy là ảnh hưởng của rượu bia lên dùng lượng thấp hàng ngày trên bệnh nhân sử dụng warfarin thì sẽ làm tăng hiệu lực chống đông của warfarin, làm tăng INR, và các prenin flavonoid trong bia thì có thể làm giảm chất chuyển hóa vanarin do ức chế CYP1A2 và CYP3A4. Thì sự ngưng sử dụng bia hàng ngày cho thấy là hiệu lực kiểm soát chống đông ở bệnh nhân là sẽ được cải thiện. Về hệ quả lâm sàng thì các thuốc kém chuyển hóa lần đầu ở gan sẽ gắn mạch, thường nhạy cảm với hoạt tính men gan do rượu, thì chúng ta cần lưu ý với các dược lực rượu khi tác dụng với phenobarbital hoặc là anti-H1 và BZD thì sẽ làm tăng hiệu lực ức chế thần kinh trung ương. Về thức ăn cũng làm thay đổi sự hấp thu và hiệu ứng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung tiếp theo là ảnh hưởng của thức ăn. Thì thức ăn sẽ hấp thu là bữa ăn làm chậm sự làm rỗng dạ dày, dẫn đến là làm chậm hấp thu thuốc. Tỷ lệ hấp thu có thể tăng hoặc không thay đổi. Về hiệu ứng vượt qua lần đầu thì là thức ăn sẽ ảnh hưởng đến sự phân hủy thuốc ở dạ dày, và thức ăn gây cảm ứng hoặc ức chế men ruột gan và dẫn đến việc dùng thuốc trong hay sau bữa ăn, dẫn đến ảnh hưởng lên các thuốc như là labetalol và phenacetin. Hậu quả lâm sàng là sẽ ít nghiêm trọng hơn. Về thuốc lá thì là khói thuốc lá có chứa khoảng từ 40 đến 50 chất gây ung thư. Và khói thuốc lá thì có gồm là 95% là hỗn hợp khí, trong đó có các chất như là carbonic, oxit carbon, acid cyanic, 5% là các bụi nhỏ li ti, trong đó có các chất chính là các nicotine.
và HX, introsamin, amin thơm, và cái nicotine sẽ gây ra các tác dụng trái ngược nhau trên hệ thần kinh giao cảm, là lúc đầu kích thích hạch phó giao cảm sẽ gây ra giãn mạch và hạ huyết áp, thì sẽ dẫn đến là làm chậm nhịp tim, nhưng chỉ là trong cái một thời gian ngắn, và sau đó là lại kích thích hạch phó giao cảm và tuyến thượng thận, làm tăng cái adrenaline lên và gây co mạch và tăng huyết áp, tăng nhịp tim, dẫn đến tăng tiết dịch vị và đồng thời làm giảm đồng tử và tăng nhu động ruột. Và thuốc lá còn làm đột quỵ, nhồi máu cơ tim, huyết khối tăng lên khi người nghiện thuốc lá dùng thuốc ngừa thai. Về thuốc lá sẽ cảm ứng với CYP1A1 và CYP1A2 là chất nền của 1A2, làm tăng chuyển hóa theophylline, làm tăng hệ số thanh lọc và giảm nồng độ và thời gian bán thải của theophylline. Thì ngừng thuốc lá cần 2 đến 4 tuần để có sự giảm tác dụng và cảm ứng men gan, dẫn đến là giảm liều theophylline từ từ. Thì thuốc lá là không chỉ là gây tương tác bất lợi trong thời gian dùng thuốc mà còn gây ra nhiều các tác dụng bất lợi khác, như là trong cái quá trình mang bệnh khiến cho bệnh nhân dùng thuốc sẽ có đạt hiệu quả hơn, và không chỉ kiêng thuốc lá lúc dùng thuốc mà nên kiêng khi bị bệnh. Thì lạm dụng thuốc lá sẽ gây là tăng bài tiết corticoid để làm tăng chuyển hóa thuốc. Nicotine sẽ gây phóng thích axit béo và đẩy thuốc khỏi nơi gắn kết, làm giảm albumin máu, giảm ure acid, uric acid và creatinine, dẫn đến là rối loạn chức năng thận. Về hậu quả lâm sàng là khó lập nguyên tắc chính xác trong điều trị. Trong trị liệu đối với người nghiện thuốc lá, cần theo dõi trị liệu một cách chặt chẽ và đưa ra các biện pháp thích hợp. Chúng ta sẽ bước vào nội dung cuối cùng là dược động học và yếu tố di truyền. Thì dược động học và yếu tố di truyền là hiệu quả thuốc khác nhau. Rồi hiệu quả thuốc khác nhau với nhiều yếu tố là, thì sự khác biệt về di truyền thì là khác biệt về yếu tố di truyền giải thích cho phần lớn là các đáp ứng khác nhau giữa hai cá thể. Thì chúng ta thường thấy là có rất nhiều trường hợp là hai bệnh nhân thì có cùng một triệu chứng bệnh, nhưng kết quả cận lâm sàng. Nhưng mà tuy nhiên là nếu chúng ta cho sử dụng cùng một liều thuốc lại có hiệu quả điều trị khác nhau, một bên thì có thể là có hiệu quả điều trị, còn một bên có thể là không có hiệu quả và thậm chí nặng hơn là bị sốc thuốc. Như vậy thì những thứ dẫn đến đáp ứng thuốc khác nhau này, lưu ý có hai nhóm yếu tố là môi trường bên ngoài, như là cách chúng ta ăn uống sinh hoạt, hoặc là cơ địa của bệnh nhân, là gồm có như là giới tính nè, về độ tuổi là trẻ em, người lớn, trưởng thành hay là người già, sẽ có sự đáp ứng thuốc khác nhau. Đặc biệt á, là ở đây là nhóm thuốc gây mê, nhất là những người có những trọng lượng nặng thì sẽ tác dụng chậm hơn, vì là thuốc sẽ đi vào trong mô mỡ và phóng thích từ từ, làm cho người đó buồn ngủ rất là lâu. Còn nếu và những người gầy á, thì thuốc mê sẽ tác dụng rất là nhanh. Một cái nữa là dẫn đến đáp ứng thuốc khác nhau nữa là trạng thái sinh lý, là nam và nữ. Vì nam và nữ sẽ khác nhau, vì là ở nữ sẽ có là chu kỳ kinh nguyệt, sẽ làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, do là lượng hormone thay đổi, hoặc là nữ ở trong thời kỳ mang thai sẽ lượng hormone sẽ thay đổi, cũng làm ảnh hưởng đến đáp ứng thuốc khác nhau. Về một yếu tố nữa là yếu tố về di truyền, về sắc tộc, thì ví dụ như là người châu Á khác là khác người châu Âu, khác người châu Phi. Nguyên nhân sâu xa là về yếu tố di truyền. Thì em có một số ví dụ như là việc uống rượu, thường á là người châu Á sẽ có tổn thương gan nhiều hơn người châu Âu, vì chuyển hóa rượu là 90-95% lộ rượu vào cơ thể sẽ được chuyển hóa ở gan, và khi ở gan rượu sẽ được chuyển hóa bởi hệ thống enzyme là ancol dehydrogenase. Các enzyme ADH biến đổi ethanol trong rượu tạo thành là acetaldehyde. Đây là các chất gây độc trên hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể. Và tiếp theo, gan sẽ chuyển hóa tiếp acetaldehyde thành các acetate nhờ enzyme ALDH và glutathione và đào thải ra ngoài. Nhưng mà ở người châu Á thì gen mã hóa do là aldehyde dehydrogenase sẽ bị thay đổi nucleotide và tạo ra các protein. Thì đây cũng là aldehyde dehydrogenase, nhưng hoạt tính của nó kém hơn, thì dẫn đến là việc dễ tổn thương gan nhiều hơn. Về sự khác biệt về di truyền thì đây gồm có đa hình về nucleotide đơn, là một cặp base đơn lẻ trong ADN, hệ gen bị thay đổi bằng một nucleotide khác tạo thành một allele khác có tần suất là 1%, như là ví dụ như là đây là
một đoạn là AC AACG TTAG sẽ được thay đổi thành AT CG TTAG và FNP là đột biến thường gặp nhất ở độ phổ biến trong dân số. Về đa hình lặp đoạn lại, đoạn lặp lại hoặc đoạn lặp lại ngẫu nhiên đa hình phổ biến chứa đoạn trình tự có độ dài khác nhau ở đường lặp được lặp lại liên kết tiếp nhau nhiều bản sao khác nhau dựa trên kích thước của đoạn lặp lại chia thành hai đoạn. Thì đoạn lặp ngắn thì sẽ có đơn vị là 1 đến 6 bazơ lặp lại thành hai đoạn bazơ 2N lặp lại CA, CA, CA thì được phân bố rải rác hoặc là trên toàn bộ gen hoặc là một số lượng rất lớn hoặc là nguyên cả một bộ gen thì rất là khác nhau giữa các cá thể. Về tiểu vệ tinh thì đơn vị là 14 đến 100 lặp lại thành đoạn 1 đến 5 KB. Đoạn lặp vào GC phân bố tập trung thành cụm chỉ tại một vị trí hoặc là cả một bộ gen hoặc là rải rác. Về đa hình truyền mất đoạn thì rất phổ biến và được phát tán rộng rãi qua bộ gen người dẫn đến là làm thay đổi hoạt động của promoter. Thì chúng ta sẽ bước tiếp vào là về dược lý di truyền. Thì dược lý di truyền sẽ nghiên cứu sự khác biệt giữa các cá thể về trình tự ADN liên quan đến dược động học và dược lực học gồm hiện tượng đa hình vì gen mã hóa cho các protein vận chuyển, enzyme chuyển hóa thụ thể. Thì có 20-40% bệnh nhân có hiệu quả điều trị từ thuốc đã được phép lưu hành, còn từ 70-80% là thuốc tiềm năng bị thất bại khi thử lâm sàng. Nhiều thuốc đã được phép lưu hành khi bị rút khỏi thị trường vì có nhiều tác dụng phụ. Về ứng dụng của dược lý di truyền để xác định và dự đoán đáp ứng của cá nhân với thuốc thì với cá thể chuyển hóa, cá thể hóa việc dùng thuốc hoặc là điều trị ít chịu tác dụng phụ của thuốc hơn và thử lâm sàng nhanh hơn và dược lý di truyền. Thì warfarin là thuốc được chuyển hóa bởi enzyme CYP2C9 thì chỉ định là trị huyết đối tĩnh mạch, nghẽn mạch. Trong huyết đối, bệnh nhân phải bất động kéo dài sau phẫu thuật hoặc là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, bệnh mạch vành. Về cơ chế tác động thì ức chế hoạt động của enzyme vitamin K, apoxit, reductase cần thiết cho quá trình tổng hợp vitamin K tại gan dẫn đến là ức chế tổng hợp và hoạt hóa các yếu tố đông máu. Về chuyển hóa sẽ được chuyển hóa ở gan một phần bởi enzyme CYP2C9. Về tác dụng phụ là enzyme này có thể xảy ra một số các thay đổi nucleotic và tạo ra các enzyme CYP2C9 có hoạt tính kém hơn bình thường dẫn đến là kém chuyển hóa nồng độ thuốc còn lại nhiều nên dẫn đến là tác dụng quá mức và dẫn đến là tác dụng phụ là chảy máu. Về genfitinib thì điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ là giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc là di căn mà trước đây đã dùng hóa trị liệu hoặc là không thích hợp để hóa trị liệu thì thụ thể của yếu tố tăng trưởng biểu mô tăng biểu hiện trên 40-80% bệnh nhân bị ung thư phổi không có tế bào nhỏ. Về genfitinib thì ức chế chọn lọc là tyrosine kinase trên EGFR dẫn đến ức chế sự phát triển và di căn ức chế hình thành mạch máu mới. Thì apoptosis của tế bào K phân tích dữ liệu đột biến gen EGFR có thể tỷ lệ đáp ứng cao hơn so với bệnh nhân không đột biến gen EGFR. Thì sau đây là nhóm chính của em là có chuẩn bị một số câu hỏi cho các bạn. Thì câu hỏi thứ nhất là SNPS là gì? Câu A, đa hình đoạn lặp lại. Câu B, đa hình nucleotide đơn. Câu C, đa hình chèn đoạn hay mất đoạn. Câu D, đa hình lặp lại và nucleotide đơn. Câu B. Rồi, đáp án của bạn là chính xác. Câu hỏi tiếp theo, warfarin được chuyển hóa qua gan một phần CYP enzyme nào? Câu A, CYP2G2. B, CYP2B6. C, CYP2C9. D, CYP2C19.
Câu C. Câu trả lời của bạn là chính xác, mình cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi câu hỏi tiếp theo. Quá trình thuốc đào thải qua thận bao gồm các giai đoạn, ngoại trừ giai đoạn nào? Câu A, quá trình hấp thu thụ động. Câu B, đào thải qua tiểu quản thận. C, lọc ở cầu thận. D, và bài tiết thụ động. Câu B. Đáp án của mình là câu B nha, là đào thải qua tiểu quản thận. Câu hỏi tiếp theo là các yếu tố ảnh hưởng đến sự đào thải thuốc qua thận thì ngoại trừ A, lưu lượng máu thận. B, chất vận chuyển chủ động. C, tốc độ chuyển hóa. D, lọc qua cầu thận. Câu B. Có bạn nào có ý kiến nữa không ạ? Đáp án của mình. Đáp án đúng của mình là câu B, là chất vận chuyển chủ động. Câu hỏi số 5 là đặc điểm về ảnh hưởng của rượu lên dược động của thuốc là gì? A, tăng albumin máu. B, dùng rượu thường xuyên gây ức chế enzyme gan. C, nghiện rượu mãn tính làm giảm tạo NAPQI từ paracetamol. D, nghiện rượu làm tăng chuyển hóa các thuốc. Các bạn nào có câu trả lời không ạ? Câu D. Đáp án chính xác là câu D, nghiện rượu làm tăng chuyển hóa của các thuốc. Rồi mình cảm ơn cô và các bạn đã lắng chú ý lắng nghe. Em xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, nói chung là một bài báo cáo cũng rất là dài đúng không? Quá nhiều vấn đề hả? Tương tác thuốc trong giai đoạn đào thải. Nhưng mà cô nhớ hình như có một nhóm cũng làm tương tác thuốc trong giai đoạn đào thải giống nhóm em đúng không? À, cho nên nhóm em cô sẽ hỏi một nửa còn để còn lại cho nhóm bên kia ha. Rồi bây giờ này, giai đoạn đào thải các bạn còn nhớ là hôm đó cô nói với các bạn đó là thuốc chủ yếu nó sẽ đào thải qua thận hoặc là đào thải qua mật đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ xem cái đào thải qua thận trước ha. Các bạn còn nhớ hôm đó cô nói là đào thải qua thận nó sẽ chịu sự ảnh hưởng của mấy cơ chế? Dạ thưa cô, là ba cơ chế. Ba cơ chế đó là gì? Là lọc ở cầu thận, tái hấp thu thụ động và bài tiết chủ động qua ống thận. Lọc ở cầu thận, tái hấp thu thụ động và bài tiết chủ động. Như vậy là tương ứng với ba cơ chế này thì mình sẽ xảy ra những cái cặp tương tác tương ứng ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ xét ha. Đầu tiên là lọc ở cầu thận. Thì thường là tương tác ở đây nó ít xảy ra, nhưng mà cũng có chứ không phải là không. Và lọc ở cầu thận thì chúng ta có cặp ví dụ là cái gì nào? Dạ thưa cô, là ở lọc cầu, qua cầu thận thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là dạng tự do với lại độ lọc cầu thận. Nó phụ thuộc vào hai yếu tố là tỷ lệ thuốc ở dạng tự do và sức lọc cầu thận GFA. Nhưng mà ý của cô nói là bây giờ tương tác ở trong giai đoạn này là cặp nào á? Mình đang quan tâm đến phần tương tác mà, phần này chỉ là đại cương thôi. Tương tác là cái gì nào? Xuống slide 8 cô coi. Cô là NSAT với lại Prostaglandin-E. Rồi xuống slide tiếp theo coi có không. Đó, tương tác giữa NSAID với cái gì? NSAID với cái gì? Thưa cô là NSAID với lithium. Rồi NSAID với lithium thì chuyện gì xảy ra? Dạ thưa cô là NSAID với lithium là quách. Dạ thưa cô, là ở đây là
Sẽ cái bên là NSAID sẽ làm giảm lưu lượng máu tới thận, thì quá trình đào thải lithium cũng sẽ bị giảm, là dẫn đến là tăng nồng độ của lithium rõ rệt và dẫn đến độc tính. Quan trọng là NSAID nó ức chế tổng hợp cái chất prostaglandin. Các bạn nhớ cho cô, cái chất này là một cái chất bình thường nó gây giãn mạch. Bây giờ nó ức chế tổng hợp prostaglandin thì nó gây co mạch ha. Mà co cái tiểu động mạch đến thận thì coi như là lượng máu đi đến thận nó giảm. Mà lượng máu đến thận giảm thì quá trình đào thải lithium nó cũng giảm theo, cho nên nó sẽ làm tăng nồng độ của lithium lên và tăng độc tính. Nhớ nha. Như vậy là trong cái giai đoạn lọc qua cầu thận, các bạn cứ nhớ dùng cho cô là chúng ta sẽ có một cặp tương tác này tiêu biểu. Rồi bây giờ qua cái cơ chế thứ hai là cơ chế bài tiết chủ động đi. Các bạn còn nhớ bài tiết chủ động thì nó liên quan đến hệ thống gì không? Dạ cô, là hệ thống chất vận chuyển là OAT và OCT. Hệ thống chất vận chuyển thì có nghĩa là nó sẽ dành nhau chất vận chuyển. Tương tác xảy ra ở đây nó sẽ là dành nhau chất vận chuyển. Thuốc nào mà dành được chất vận chuyển trước á, thì nó sẽ được đào thải trước, để lại thuốc kia ở lại. Rồi các bạn có mấy cặp ở đây? Dạ thưa cô, là có probenecid và penicillin và quinidine, digoxin, và có methotrexate và aspirin hoặc là salicylate NSAID. Rồi từng cặp nói cho cô cái nào mạnh hơn chiếm lấy chất vận chuyển chứ. Dạ thưa cô là. Và thuốc có tác dụng gì nữa? Dạ cô đợi em tí. Dạ thưa cô là probenecid và penicillin là thuốc kháng sinh. Probenecid thì sẽ thắng tương tranh với lại penicillin tại vị trí mà protein ở trên ống tiết, thì nó sẽ kéo dài thời gian tác dụng của penicillin. Còn cặp digoxin với quinidine. Dạ, quinidine thì là thuốc chống loạn nhịp, còn digoxin là thuốc được sử dụng để điều trị bệnh suy tim. Quinidine thì sẽ thắng, tại vì quinidine sẽ tương tranh với lại digoxin ở cái nơi mà đào thải tại thận, xong rồi sau đó thì sẽ tăng tác dụng digoxin và giảm 1/2 liều digoxin. Cặp thứ 3 là cặp mà methotrexate và aspirin. Methotrexate thì là thuốc điều trị ung thư, aspirin là thuốc giảm đau, NSAID là thuốc kháng viêm giảm đau hạ sốt. Thì NSAID thì sẽ thắng, bởi vì methotrexate thì sẽ không có chất vận chuyển để thải ra, giảm đào thải methotrexate, xong rồi tăng độc tính của methotrexate. Cặp cuối là phenylbutazone và glycazid hoặc là tobutamid, nó sẽ phenylbutazone thì sẽ thắng, giúp giảm đào thải glycazid, tobutamid tăng tác dụng hạ đường huyết, và không nên dùng cái cặp phối hợp này ạ. Glycolazid với tobutamid là thuốc gì? Dạ thưa cô, là thuốc chống viêm giảm đau không steroid. Phải không? Glycolazid với tobutamid là thuốc gì? Glycolazid là thuốc điều trị đái tháo đường, còn phenobutazone là thuốc chống viêm giảm đau không steroid. Nhớ nha, chứ không phải là ngược lại đâu, nghe chưa? Nhớ ha, phenobutazone là kháng viêm, còn glycolazid là thuốc điều trị đái tháo đường ha, cho nên tăng nồng độ của nó lên là sẽ dẫn đến nguy cơ bị hạ đường huyết quá mức. Rồi, thì đó là những cái tương tác trong cái cơ chế là đào thải bài tiết chủ động. Bây giờ mình qua cái cơ chế thứ ba là cơ chế tái hấp thu thụ động. Cơ chế này thì lại liên quan đến pH nước tiểu, đúng không? Bởi vì pH nước tiểu nó ảnh hưởng đến cái gì? Dạ thưa cô, là làm thay đổi sự tái hấp thu của thuốc. Ảnh hưởng đến cái gì cô chưa nghe? Mức độ gì? pH nước tiểu thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì?
để làm sự thay đổi sự tái hấp thu của thuốc. Không phải. Nói rõ hơn nào. Bữa trước mình học nói về pH là mình nói đến, mức độ gì? Dạ thưa cô, là ion hóa của thuốc ạ. Ừ. Mức độ ion hóa, nhớ nha, mức độ ion hóa của thuốc ha. Và nếu như mà thuốc mà muốn tái hấp thu thì nó phải ở dạng gì? Thưa cô, là thuốc muốn tái hấp thu thì nó ở dạng không ion hóa. Ừ, tái hấp thu thì ở dạng không ion hóa, mà mình muốn nó đào thải ra thì mình phải biến nó trở thành dạng gì? Ion hóa. Cho nên người ta ứng dụng chuyện này để người ta điều trị khi mà bị ngộ độc các thuốc. Nếu như mà bị ngộ độc những thuốc có bản chất là axit yếu thì người ta sẽ kiềm hóa nước tiểu. Kiềm hóa nước tiểu bằng cách nào? Bằng cái thuốc gì nào? Cho bệnh nhân sử dụng cái gì để kiềm hóa nước tiểu? Thưa cô, là natri bicarbonate. Ừ, còn ngược lại, nếu ngộ độc những thuốc có bản chất là kiềm thì người ta sẽ axit hóa nước tiểu. Thì axit hóa nước tiểu bằng cái gì? Thưa cô, là vitamin C hoặc là ammonium chloride. Rồi, như vậy là các bạn nhớ cái tương tác trong cái cơ chế này, đó là người ta sẽ ứng dụng để đào thải thuốc ra khỏi cơ thể ha. Rồi, thôi được rồi, cảm ơn nhóm 9. Nói chung là cũng có chuẩn bị bài chung ha. Cô cho nhóm 9 được 5 điểm. Rồi, nhóm 10 ơi. Các bạn mình sẽ thuyết trình hết ha. Hết nhóm 10 là xong cái bài tương tác này. Tuần sau là chúng ta có cái bài, chúng ta sẽ có cái bài kiểm tra giữa kỳ đúng không? Bài kiểm tra giữa kỳ là cái bài mà các bạn sẽ học cho cô bài phần tương tác nha. Nguyên bài tương tác với dạy giai đoạn đào thải cho cô nha. Tức là bài của buổi 3 và buổi 4 đó. Ha, giống như thông báo ở trên lịch cho các bạn đó. Giai đoạn đào thải mình chưa kiểm tra. Đào thải với lại phần tương tác. Ha. Rồi. Thì mình sẽ học, bây giờ mình sẽ thuyết trình hết nhóm 10. Thuyết trình hết nhóm 10 thì chắc khoảng đến khoảng 10 giờ rồi đó. Thì ở trên hệ thống của các bạn, cô đang cho các bạn một cái bài ôn tập. Ôn tập để cho các bạn làm thử 20 câu của phần tương tác á. Cho các bạn ôn để trước khi mà các bạn làm vào tuần sau. Ha, cho các bạn làm thử cái phần đó. Đó, các bạn sẽ cũng làm giống như rút kiểm tra vậy đó, 20 câu 15 phút. Được chưa? Rồi. Thì lát nữa 10 giờ thì mình thuyết trình nhóm 10 xong rồi mình nghỉ đến 10 giờ 15 thì các bạn bắt đầu qua hệ thống LMS các bạn làm thử cái bài tập đó, được chưa ha? Làm bài tập đó xong xuôi rồi ổn rồi đó. Ôn tập ôn luyện gì ổn rồi đó thì đến 10 giờ rưỡi mình sẽ nghỉ. Được chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái phần tương tác thôi. Rồi chắc là suy gan suy thận thì chúng ta sẽ để cho buổi sau. Được không? Rồi ha. Cô dặn trước là như vậy để cho các bạn biết. Các bạn thấy ở trên cái tuần 4 cô có để chữ ôn tập không? Cô mở lúc 10 giờ 15 cho các bạn đó. Các bạn sẽ làm 15 phút 20 câu. Làm thử nha. Nó giống như là cái bài kiểm tra. Chẳng qua là bài buổi sau các bạn kiểm tra còn có thể là có thêm phần đào thải. Với lại có thêm một số bài tập. Tại vì mình chưa kiểm tra phần bài tập cho nên mình sẽ có bài tập một số đào thải ha. Cứ kiểm tra đi. Nếu như mà điểm của lớp mình thấp quá thì cô sẽ dựa vào bài đó để cô cộng điểm cho lớp mình. Còn nếu lớp mình điểm cao rồi thì thôi. Hiểu không? Để cô coi mặt bằng chung của các bạn kiểm tra làm bài giữa kỳ. Cho nên giờ bạn nào cũng vô kiểm tra, vừa kiểm tra ráng điểm cao. Để lỡ cô có cộng điểm thì mình sẽ được cộng nhiều điểm hơn. Còn nếu mà thì để cô xem cái mặt bằng chung của các bạn trong cái bài giữa kỳ của các bạn, điểm của các bạn. Nếu mà thấy điểm của mình trung bình cao quá rồi, trung bình được 7-8 điểm rồi thì cô sẽ không cộng nữa. Nhưng mà nếu mà trung bình chỉ được cỡ 6 điểm dưới 7 đó thì cô sẽ cân nhắc để cô cộng điểm cho nắm lớp mình. Được chưa? Chưa hứa là cộng hay không nha, nhưng mà cứ làm luyện tập đi, bởi vì cái đó nó giống như là đề kiểm tra của các bạn vào tuần sau vậy đó ha. Rồi, thôi nhóm 10 thuyết trình lại nè. Sao có 3 bạn vậy nhóm 10 ơi, nhanh lên. Nhóm 10 có 3 đứa thôi hả?
Dạ thưa cô, 4 bạn điểm danh đủ rồi đó cô. Ủa chứ nhóm em bạn Kim Ngọc không có hả? Dạ không cô ơi. Rồi Kim Ngọc vắng luôn. Vậy là không nộp vắng, không điểm ha. Rồi, nhóm 10 làm đi. Xe hai màn hình nha. Xe bên kia nữa chứ. Bây giờ nhóm 10 để tiết kiệm thời gian thì nhóm 10 sẽ trình bày cho cô từ cái chỗ mà đào thải qua mật đến hết nha. Xe qua Linh Phụ cho các bạn coi với nhóm 10 ơi. Cô thấy slide chưa ạ? Ừ. Thôi chào cô và các bạn, mình tên là Thảo Ngân. Hôm nay mình sẽ đại diện cho nhóm 10 thuyết trình về phần tương tác thuốc trong giai đoạn thải trừ, tương tác thuốc với rượu, thuốc lá, thức ăn, dược động học và yếu tố di truyền. Ở thì đây là danh sách thành viên của các nhóm mình, của nhóm mình. Thì nội dung thì cũng gồm 4 phần, là thứ nhất là tương tác thuốc trong giai đoạn thải trừ, thứ hai là tương tác thuốc với rượu, thuốc lá, thức ăn, thứ ba là dược động học và yếu tố di truyền, và cuối cùng là phần câu hỏi trắc nghiệm để củng cố. Thì mình vào phần thứ nhất là tương tác thuốc trong giai đoạn thải trừ. Thì thải trừ là một bước thứ tư trong quá trình chuyển hóa. Thì ở giai đoạn này thì thuốc sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể hoàn toàn. Thì nó sẽ có hai đường đào thải. Thứ nhất là được qua thận, thứ hai là qua mật. Thì qua thận sẽ có ba cơ chế là lọc qua tiểu cầu, thứ hai là tái phân thụ động, và thứ ba là bài tiết chủ động. Thì lọc ở tiểu cầu á, quá trình tương tác ở đây xảy ra rất ít, nhưng mà nếu có xảy ra tương tác thì nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, thứ nhất là số lượng thuốc tự do và thứ hai là GFA, tốc độ lọc của cầu thận. Thì có một cặp tương tác trong quá trình metaxin, nếu dùng là một thuốc kháng viêm, nếu mà dùng thì nó sẽ làm giảm lưu lượng máu tới thận, dẫn đến là giảm đào thải lithium và tăng nồng độ của lithium trong máu, dẫn đến là tăng độc tính. Về cơ chế thứ hai là tái hấp thu thụ động. Thì tái hấp thu thụ động là một quá trình vận chuyển ngược từ nước tiểu vào máu, và nó dẫn đến là giảm thải trừ thuốc. Thì tái hấp thu thụ động sẽ phụ thuộc vào pH của nước tiểu, mà khi nhắc đến pH thì mình sẽ nhớ đến là tỷ lệ ion hóa và không ion hóa. Nếu mà không ion hóa thì nó sẽ tái hấp thu trở lại, còn nếu mà ion hóa thì nó sẽ đào thải ra bên ngoài cơ thể. Thì người ta ứng dụng cái tỷ lệ ion hóa này để mà giải độc thuốc. Thì đối với thuốc mà ngộ độc thuốc mà có tính axit yếu thì mình sẽ kiềm hóa nước tiểu bằng natri bicarbonat, còn nếu mà ngộ độc thuốc có tính bazơ yếu thì mình sẽ axit hóa nước tiểu bằng vitamin C hoặc là ammonium chloric. Thì đây là cái biểu đồ về sự ảnh hưởng của pH lên một chất có tên là methamphetamine. Thì nó là một bazơ yếu, thì mình axit hóa nó thì là cái pH của nó sẽ tăng, sự đào thải của nó sẽ tăng theo thời gian. Và cơ chế thứ ba là bài tiết chủ động, thì cơ chế này phụ thuộc vào chất vận chuyển, nó là OAT và OCT. Thì ở đây có 4 cặp. Sẽ aspirin, hai chất này dành cho vận chuyển trong đó. Thì aspirin mạnh hơn và nó dành được chất vận chuyển. Thì khi đó methotrexat sẽ tăng nồng độ của nó trong máu, cho nên là giảm đào thải methotrexat và tăng độc tính của methotrexat. Cặp thứ hai là roben mạnh cho nên tăng tác dụng của dioxin, và cặp cuối cùng là phenylbutazone cộng với glycazic hoặc là tobutamic. Thì phenylbutazone sẽ gắn mạnh hơn nên gắn được chất vận chuyển, còn sẽ giảm đào thải glycazic và tobutamin, cho nên là tăng tác dụng hạ đường huyết. Về con đường đào thải thứ hai là đào thải qua mật, thì ở con đường này nó có chu kỳ gen ruột, bởi vì
ở trong ruột nó có một vi khuẩn tiết ra enzyme glucuronida, cho nên là nó sẽ tăng thời gian tác dụng của thuốc. Nhưng mà nếu mà dùng chung kháng sinh thì ví dụ như đây là ethinyl estradiol thì là một hormone có chu kỳ gan ruột, khi mà dùng chung với kháng sinh thì nó sẽ diệt vi khuẩn ở đường ruột là nó tiết ra glucuronida, cho nên là nó sẽ phá vỡ chu kỳ gan ruột của ethinyl estradiol và làm giảm hiệu lực của thuốc ngừa thai. Về phần thứ hai là tương tác thuốc với rượu, thức ăn và thuốc lá. Thì về thuốc lá thì khói thuốc lá có chứa khoảng 40-50% chất gây ung thư. Nếu mà thuốc lá mà dùng với estrogen thì là nguy cơ tim mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, huyết khối tăng lên. Còn thuốc lá cũng cảm ứng CYP1A1 và CYP1A2. Thì enzyme CYP1A2 bị cảm ứng có thể làm tăng độ thanh lọc của một số thuốc như là theophylline, warfarine hoặc là clozapine. Ngừng thuốc lá thì cần 2-4 tuần để có sự giảm tác dụng cảm ứng men gan, dẫn đến là giảm liều theophylline từ từ. Lạm dụng thuốc lá thì có thể gây ra các nguy cơ như sau là tăng bài tiết corticol, tăng chuyển hóa thuốc, nicotine gây phóng thích axit béo, dẫn đến là đẩy thuốc ra khỏi nơi gắn kết, giảm nồng độ albumin trong máu và giảm ure, uric acid hoặc là creatinine, dẫn đến là rối loạn chức năng thận. Về hậu quả lâm sàng là thuốc lá là một chất gây nghiện, cho nên là khó lập nguyên tắc chính xác đơn trong trị liệu đối với người nghiện thuốc lá, theo dõi trị liệu để có được biện pháp thích hợp. Thứ hai là ảnh hưởng của rượu, thì rượu ảnh hưởng quan trọng nhiều, có nhiều ảnh hưởng quan trọng đối với sự chuyển hóa, như là uống một lượng rượu duy nhất cấp tính thì là ức chế enzyme gan, uống rượu thường xuyên mãn tính thì là cảm ứng enzyme gan. Rượu cũng làm tăng tác dụng của các thuốc ức chế thần kinh trung ương như là barbituric, benzodiazepine hoặc là anti-H1. Rượu cũng ức chế liên hợp glucuronic của một số thuốc. Về ảnh hưởng của thức ăn thì thức ăn nó sẽ làm thay đổi sinh khả dụng là hấp thu và hiệu ứng vượt qua lần đầu. Khi hấp thu thì bữa ăn nó sẽ làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày, cho nên là làm chậm sự hấp thu thuốc. Nhưng mà tỷ lệ hấp thu thuốc thì có thể tăng, giảm hoặc là không đổi. Còn hiệu ứng vượt qua lần đầu thì thức ăn ảnh hưởng đến sự phân hủy thuốc ở dạ dày. Thức ăn cũng có thể gây cảm ứng hoặc ức chế men ruột, gan. Việc dùng thuốc trong hay sau bữa ăn ảnh hưởng lên sinh khả dụng. Về hậu quả lâm sàng thì ít nghiêm trọng. Về dược đồng học với yếu tố di truyền thì nếu mà hai người bệnh khác nhau nhưng mà cùng sử dụng một hai người bệnh nhân khác nhau nhưng mà cùng sử dụng một liều thuốc có cùng một bệnh, nhưng mà nó sẽ có đáp ứng hiệu quả khác nhau do sự khác biệt về các yếu tố di truyền như là giống nòi, tuổi, giới tính, thời kỳ mang thai, bệnh tật, tương tác thuốc, cho nên là nó sẽ đáp ứng hiệu quả khác nhau của từng thuốc. Về phần cuối cùng là câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1, khi chức năng thận của bệnh nhân bị suy giảm, quá trình dược đồng học nào sau đây bị ảnh hưởng? A. Hấp thu, B. Phân bố, C. Chuyển hóa và D. Thải trừ. Câu D bạn. Câu D. Đúng ạ. Câu 2, ngộ độc tính axit yếu thì A. Kiềm hóa nước tiểu, B. Axit hóa nước tiểu, C. Kiềm hóa cộng axit hóa nước tiểu. D, cái trên đều đúng. Câu A. Đúng rồi. Câu 3, kháng sinh khi dùng chung với thuốc ngừa thai sẽ A, tăng hiệu lực của thuốc ngừa thai, B, giảm hiệu lực thuốc ngừa thai, C, không thay đổi hiệu lực thuốc ngừa thai và D, giảm sau đó tăng hiệu lực thuốc ngừa thai. Câu B. Dạ đúng rồi. Câu 4, yếu tố nào liên quan đến lọc qua cầu thận? A, tốc độ lọc cầu thận, B, lưu lượng máu tới thận không đổi, C, tạo phức với albumin và D, nồng độ thuốc tự do giảm. Câu A bạn ơi. Câu A mới là đáp án đúng. Câu 5, trong quá trình đào thải tại thận gặp thuốc nào tương tác ở bài tiết chủ động? A, phenylbutazone cộng với glycosid, tobutamide, B, clarithromycin cộng với simvastatin, C, indomethacin cộng với lithium
và D warfarin cộng với khí nấm azon. Câu A. Câu A là câu trả lời đúng. Phần thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi bây giờ cô muốn hỏi bạn ở chỗ giai đoạn đào thải con mạch đó. Mình có tương tác gì? Hôm mà cô nói là đào thải qua mạch, cô có chú ý với các bạn về chu kỳ gan ruột đúng không? Vậy thì cái tương tác thuốc nó sẽ liên quan đến cái chu kỳ gan ruột này đó. Thì chúng ta có cặp tương tác gì? Dạ, kháng sinh với ethinyl estradiol. Kháng sinh với gì? Ethinyl estradiol, đó là thuốc gì? Là một hormone. Dạ thưa cô, ethinyl estradiol nó là một cái thuốc tránh thai kết hợp với progestin. Nó là một cái hormone sinh dục nữ để bổ sung. Dạ. Để làm gì? Ngừa thai và nó có chu kỳ gan ruột. Khi em dùng chung với kháng sinh thì sao? Cô là kháng sinh nó sẽ diệt vi khuẩn ruột, là vi khuẩn nó tiết ra enzyme gluconida, cho nên là cái thằng ethinyl estradiol nó sẽ giảm tác dụng và giảm hiệu lực thuốc ngừa thai. Bởi vì nó bị mất cái chu kỳ gan ruột. Như vậy là nhớ tương tác và đào thải qua mạch nó chỉ có một cái cặp như vậy thôi nha. Ha. Rồi. Bây giờ cho cô cái tương tác giữa với các yếu tố nè. Có một số yếu tố ảnh hưởng đến tương tác thì ở đây có thể là có yếu tố về thức ăn, rồi yếu tố thức uống ha, rồi thuốc lá, với lại di truyền. Rồi ở đây thì thật ra các yếu tố này các bạn quan tâm kỹ cho cô, sự ảnh hưởng của thuốc lá với thuốc, tương tác giữa thuốc lá với thuốc, rượu với thuốc ha. Mình chú ý cho cô hai cái nhóm này. Thì thứ nhất là bây giờ coi tương tác giữa thuốc lá với thuốc thì bạn thấy nó có cái tương tác gì nè. Thuốc lá là chất cảm ứng hay ức chế men gan? Thuốc lá là chất cảm ứng men gan. Thì sao? Tương tác gì? Có dùng chung với thuốc gì? Có tương tác gì ở đây không? Dạ có, là thuốc lá với estrogen. Khi mà dùng chung thuốc lá với estrogen thì nó sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ và tim mạch. Cũng như là nhồi máu. Tăng nguy cơ đột quỵ. Có nghĩa là những người phụ nữ mà uống thuốc ngừa thai á, mà có hút thuốc lá thì có thể có nguy cơ bị đột quỵ, cho nên mình phải dặn người phụ nữ đó là nên bỏ thuốc lá ha. Rồi nữa, thuốc lá với cái gì? Theophylline ha. Thì sao, thuốc lá dùng chung với theophylline thì sao? Theophylline là thuốc trị hen suyễn. Khi mà dùng chung thuốc lá thì nó sẽ làm huyết khối tăng lên. Nó sẽ làm cho theophylline tăng chuyển hóa chứ. Dạ dạ. Nó cảm ứng men gan cho nên nó làm cho theophylline tăng chuyển hóa thì sao? Cho nên là làm tăng độ thanh lọc. Tăng quá trình chuyển hóa thì tăng đào thải, cho nên nồng độ theophylline trong máu sẽ làm sao? Dạ giảm. Dẫn đến là tác dụng của theophylline sẽ em sao? Dạ giảm tác dụng. Thôi nhớ cho cô hai cái tương tác đó trong cái ảnh hưởng của thuốc lá với thuốc nha. Rồi qua rượu. Rượu thì có gì chú ý nè? Rượu là chất cảm ứng hay ức chế đây? Dạ rượu thì có hai cái, là nếu mà uống một lượng rượu duy nhất cấp tính thì nó ức chế, còn nếu mà uống thường xuyên mãn tính thì nó cảm ứng. Rồi gì nữa không? Rượu mà dùng chung với những cái thuốc ức chế thần kinh trung ương rượu mà
rượu mà khi dùng chung với thuốc ức chế thần kinh trung ương như là thuốc ngủ thì nó sẽ tăng tác dụng của thuốc ngủ lên, làm cho nó sẽ làm tăng cái tác dụng ức chế thần kinh trung ương và có thể là gây ngộ độc thuốc. Mà ngộ độc những cái thuốc ức chế thần kinh trung ương là mình có thể lâm vào tình trạng hôn mê nhớ ha. Đó, hoặc là có một số thuốc mà trong quá trình mình uống, mình có dùng chung với rượu, nó có thể gây ra hội chứng Antabu, có không? Nếu em có nói đến hội chứng Antabu không? Dạ không. Hội chứng Antabu đó là nó làm gì? Nó làm cho bệnh nhân bị gì? Bị rất là khó chịu. Có nghĩa là bệnh nhân có thể là bị thấy nóng trong người nè, đỏ bừng nè, giãn mạch ở dưới da, bị tụt huyết áp nè, tim đập nhanh nè, thần kinh thì kích thích nè, ha, rất là khó chịu. Rồi, thôi được rồi, nhớ chú ý dùng cho cô nha, mấy cái chỗ đó nha. Rồi, cô cho nhóm 14 điểm nha. Bạn Trịnh Kim Ngọc thì không điểm. Rồi, bây giờ coi như là mình nghỉ giải lao một chút rồi mình chờ đến 10 giờ 15 để mình làm bài tập ôn tập phần tương tác nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhớ là làm xong rồi mới quay trở lại lên này mới thoát ra nha. Chứ không phải thoát giờ đâu ha. Được chưa? Coi như là mình vẫn đang trong buổi học nha các bạn. Ha. Nghe cô dặn chưa mấy đứa? Có gì hỏi cô không? Hỏi về bài kiểm tra lần sau hay gì không? Bài kiểm tra tuần sau là nhớ học tương tác nè, học thải trừ nè, và có thể là kèm thêm một số bài tập, cho nên coi lại mấy cái bài tập ha. Được chưa các bạn? Kiểm tra buổi thứ ba luôn á cô. Kiểm tra buổi nào á cô? Buổi nào là sao? Là tuần sau kiểm đó. Dạ là mình học xong rồi mình kiểm luôn á cô. Ừ, đúng rồi, cũng giống như lần trước mình kiểm vậy đó, mình học xong thì chắc khoảng 10 giờ 15 á. Dạ. Cô cũng cho các bạn kiểm giống như hôm nay giống như các bạn tập giờ trước vậy đó. Ráng làm điểm cao ha. Để cô cài ở chỗ đó cho các bạn là 2 điểm là cao nhất á, cái bài làm ngày hôm nay á ha. Thì cô sẽ cân nhắc, nếu mà điểm của lớp mình mà điểm nhìn mặt bằng chung của các bạn thấp thì cô sẽ cộng điểm thêm, còn không thấp thì thôi nha, không cộng ha. Nhưng mà quan trọng là để mình ôn tập để tuần sau mình có cái mình biết cái hướng nó kiểm tra như thế nào. Rồi thôi giờ các bạn nghỉ một chút đi, rồi 10 giờ 15 kiểm tra.